Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Seneca là một triết gia người Tây Ban Nha. Ông ta có nói như thế này: những động vật hoang dã bỏ chạy trốn khi nó nhìn thấy những cái điều nguy hiểm. Và khi vượt thoát những cái điều nguy hiểm đó rồi thì nó không còn lo sợ nữa. Tuy nhiên ở con người thì lại bị tra tấn bởi những thứ đã nhìn thấy và những cái chưa bao giờ nhìn thấy, chưa từng xảy ra. Tại vì con người khác với động vật hoang dã. Con người có những cái ước vọng lớn hơn, sâu sắc hơn. Đó là muốn có tình yêu vững bền, muốn có hạnh phúc chân thật, muốn vượt qua khỏi bản năng chỉ có hưởng thụ thỏa mãn nhất thời. Vậy cho nên là con người phải đi tìm kiếm để nắm bắt nhiều thứ. Và con người tin rằng hạnh phúc nó đến từ bên ngoài, bắt đầu từ việc bản năng sinh tồn là đi tìm kiếm nhiều thức ăn để tích trữ giữ gìn. Thay vì ăn trong một ngày thì mình để dành cho nhiều ngày, càng lâu càng tốt. Và con người bắt đầu bị sa đà trong việc tìm kiếm quá nhiều thực phẩm mà con người quên quên sống. Và khi tìm kiếm nắm bắt nhiều cái điều kiện bên ngoài thì con người cũng có niềm vui, cũng có cái gọi là hạnh phúc. Nhưng mà hầu hết những cái niềm vui hạnh phúc mà con người có được rất là ngắn ngủi, nó chỉ là một phút thoáng qua thôi, và sau đó con người lại tiếp tục tất tả tìm kiếm và nắm bắt và vẫn tiếp tục tin tưởng rằng càng tích góp càng nhiều thì càng tốt. Chưa có bao giờ mà con người dám nghĩ rằng là bớt tích góp tiền bạc là không tốt, là tốt đâu. Tích góp tiền bạc nhiều quá không tốt. Hãy có cơ hội tích góp được là tích góp. Quyền lực, địa vị hay là sự kính trọng nể phục thì nó cũng như vậy. Con người luôn tin là hạnh phúc nó đến từ cái bên ngoài. Khi mà được người khác kính trọng, khi được người khác ngưỡng mộ, khi được người khác ưa thích hay là yêu thương thì con người sẽ cảm thấy có hạnh phúc. Và sự thật thì con người cũng gặt hái một vài cái cảm giác thoải mái, dễ chịu, sung sướng, gọi là khoái lạc. Nhưng mà những cảm giác đó rồi cũng qua đi rất nhanh, thoáng chốc. Và nó phải sẻ chia cho một cái thứ khác, đó là khổ đau. Trong cái hạnh phúc nó có chứa sẵn cái gọi là khổ đau. Quá trình tìm kiếm hạnh phúc cũng khổ đau, mà có hạnh phúc thì cũng vẫn khổ đau. Tại vì phải nâng niu giữ gìn nó, ngay cả khi nó chưa có dịch chuyển, chưa có thay đổi mà ta đã khổ đau rồi. Ta lo sợ nó sẽ dịch chuyển, nó sẽ hư hao, nó không còn nguyên vẹn, nó không như ý mình nữa. Cho nên trước khi có hạnh phúc đã rất là căng thẳng, mệt mỏi, khổ sở. Nhiều khi bỏ ra 3 năm, 5 năm, 10 năm để có được cái gọi là hạnh phúc. Và khi có nó được, và khi có được nó rồi thì mình cũng có chút hạnh phúc. Nhưng mà xen lẫn vào trong đó là những cảm giác của sự mệt mỏi, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, buồn giận, nghi kỵ và nói chung là đau khổ. Trong cái hạnh phúc nó đã có chứa cái đau khổ. Đang yêu, đang bay bổng trong tình yêu mà vẫn khổ như thường. Sợ là người đó sẽ không còn yêu mình như vậy nữa. Sợ không giữ được người đó, sợ tình yêu sẽ chạt phai, sẽ tan biến. Sợ người kia sẽ phản bội, hoặc là sợ chính mình sẽ không còn thích người đó nữa. Đang có quyền lực trong tay nhưng mà vẫn sợ hãi, sợ bị người khác đánh sập, sợ bị người khác cướp mất.
sợ bị lung lay. Và cứ như thế, chúng ta vẫn là một kẻ đang đi tìm hạnh phúc, chứ chúng ta chưa có cái hạnh phúc đích thực. Chúng ta đang đứng ở một vị trí không có hạnh phúc để đi tìm cái gọi là hạnh phúc. Rabia là một nhà thần bí của phái Sufi. Phái Sufi là một cái giáo phái có thể dịch sang tiếng Việt là Hồi giáo Mật Tông của Trung Đông. Và cái giáo phái này chủ trương đó là tình yêu và đi tìm cái chân lý tuyệt đối trong cái tình yêu và sự hòa nhập với Thượng Đế. Thì một hôm Rabia đi lang thang ngoài đường, bà đi thẳng về cái túp lều nhỏ trong một buổi chiều chạng vạng, và màn tối nó bắt đầu dày đặc, có vẻ như bà đang tìm kiếm một cái gì đó. Thì những người tu hành ở gần đó mới hỏi bà: Rabia, bà đi tìm cái gì đó, bà đánh mất cái gì à? Thì bà ngẩng đầu lên, mỉm cười, bà nói: tôi đánh mất cái kim. Thì những người tu hành đó mới nói là: chúng tôi sẽ giúp bà tìm kiếm nó, nhưng mà bà phải cho chúng tôi biết là chính xác là bà đánh rơi nó ở chỗ nào, khoảng nào, để chúng tôi dễ dàng tìm kiếm. Tại con đường thì lớn, cây kim thì nhỏ. Thì những người tu hành gần đó mới nói với bà Rabia là: và chúng tôi sẽ giúp bà tìm kiếm cái kim, nhưng mà bà phải cho chúng tôi biết cái khoảng nào mà bà đã đánh rơi cái kim không. Con đường thì lớn, cái kim thì nhỏ. Nếu mà bà cho chúng tôi biết được cái thông tin đó thì chúng tôi sẽ sớm tìm được cái kim cho bà. Thì bà Rabia mới nói là: thôi các vị đừng có hỏi tôi câu hỏi đó, tại vì sự thật là cái kim tôi đánh rơi trong nhà chứ không phải ở ngoài đường. Thì những người đó phá cười lên, nói: trời ơi, thì chắc là bà không phải là người bình thường rồi. Tại sao cái kim nó rơi ở trong nhà mà bà đi ra ngoài đường mà tìm kiếm? Thì Rabia trầm tĩnh giải thích là: thật ra tôi lý luận một cách logic thôi. Đó là tôi nghĩ rằng ở trong nhà thì nó tối thui, còn ngoài đường có chút ánh sáng cho nên ra ngoài dễ tìm hơn. Thì mọi người nghe lắc đầu thôi giải tán bỏ đi. Thì Rabia mới kêu mọi người lại, nói: thôi các bạn dừng lại đi, thật ra tôi chỉ làm một cái ví dụ để cho các bạn hiểu một cái vấn đề. Đó là cái việc tôi làm ngớ ngẩn như vậy nó cũng giống như việc các bạn đang làm. Các bạn đi tìm bình an ở bên ngoài, Mà bình an có đánh mất từ bên ngoài đâu mà tìm. Theo kinh nghiệm của tôi biết, và tôi cũng đã từng tìm kiếm ở bên ngoài rồi, và một ngày kia tôi sững sờ nhận ra rằng tôi đánh mất nó ở bên trong. Chỉ cần một cái mong muốn xuất hiện, một tham vọng xuất hiện, là bình an bị phá vỡ cái lập tức. Tôi đánh mất từ cái chỗ đó. Các bạn vẫn hướng mắt ra bên ngoài tìm kiếm là tại vì bên ngoài nó vẫn còn chút ánh sáng, còn chút thuận lợi để bạn nắm bắt được cái này, nắm bắt được cái khác. Mắt bạn vẫn còn nhìn thấy, tai bạn vẫn còn nghe âm thanh, và các giác quan khác của bạn vẫn còn tiếp xúc với những điều kiện tạm gọi là hấp dẫn ở bên ngoài. Cho nên có vẻ như là bạn đang nắm bắt được cái mà bạn muốn tìm kiếm, nhưng mà kỳ thực là không phải. Bạn không đánh mất bình an từ cái bên ngoài, bạn đánh mất từ ở bên trong của bạn. Những động vật hoang dã theo Seneca nói rằng nó chỉ trở nên hoảng loạn và lo sợ khi mà nó phát hiện ra vật nguy hiểm, thú nguy hiểm, hay là điều nguy hiểm đang tiến tới gần, và nó bắt đầu nó bỏ chạy. Và khi nó thoát khỏi cái vòng nguy hiểm đó rồi thì nó không còn lo sợ, nó vẫn tiếp tục sống, gặm cỏ, săn mồi và thưởng thức cái giây phút hiện tại. Còn con người thì bị tra tấn
bởi những cái đã thấy, tức là quá khứ, bị quá khứ nó tra tấn. Đã từng bị nói, đã từng bị chê, đã từng bị công kích, đã từng bị bỏ rơi, đã từng bị đối xử thậm tệ, đã từng thất bại, đã từng thua cuộc, chết vì những cái đó, mà nó đã đi qua rồi. Trong khi con thú nó vượt khỏi vòng nguy hiểm là nó vẫn có thể tìm lại chính con người nó để nó thản nhiên thưởng thức cái giây phút hiện tại. Nhưng mà con người là một động vật cao cấp hơn, tự cho mình là một sinh linh mầu nhiệm, là bậc đàn anh của muôn loài, mà lại đánh mất cái khả năng đó. Mà con người vốn có cái khả năng đó, nhưng mà vì cái gọi là văn minh nhân loại, nó làm cho con người bị thui chột, bị xói mòn và lạc mất cái khả năng đó của mình. Bạn tìm kiếm được gì trong quá khứ, những cái đã đi qua rồi, mà tại sao bạn vẫn còn ngồi đó tiếc nuối, ngồi đai nghiến, ngồi gặm nhấm, ngồi tức giận vì người này người nọ, vẫn còn cay cú với vấn đề này vấn đề kia? Ước gì giá như mà, để rồi mình lại tiếp tục bỏ rơi cái hiện tại mà trôi lăn đi về quá khứ. Và con người còn bị tra tấn bởi cái gọi là chưa thấy, chưa biết, chưa xảy ra. Con người chỉ tiên đoán thôi, và không bao giờ tiên đoán những điều tốt đẹp hết, tiên đoán toàn là những điều tồi tệ không. Có thể là sẽ bị đuổi việc, có thể là sẽ thất bại, có thể là sẽ bị bỏ rơi, có thể là người đó sẽ không thương mình nữa, có thể là sẽ đau khổ, có thể là không có một tương lai tốt đẹp, gọi là bi quan, cái nhìn đen tối, cái nhìn tiêu cực. Còn lạc quan đó là mọi thứ sẽ tốt hơn, it will be okay, ngày mai trời sẽ sáng, vạn vật rồi sẽ đổi thay, người khó chịu đó rồi sẽ trở thành dễ chịu, bài rồi sẽ thành, khổ đau rồi sẽ hạnh phúc, mình rồi sẽ vượt qua được chính mình. Cái đó là cái nhìn lạc quan, cái nhìn tích cực. Nhưng mà các bạn biết, Osho có nói một câu là, thiền sư Osho, cái thất bại lớn nhất của con người đó chính là sự thành công. Vì thành công cho nên là bạn đã đánh mất cái gia tài tâm hồn của bạn. Bạn trở thành một kẻ căng thẳng, lúc nào cũng căng thẳng, đảng trí, sống trong những cái vùng mù vô ý thức, không nhận diện được những giá trị của sự sống. Bạn trở thành kẻ độc đoán, quyền lực, khinh người, kiêu ngạo, ngã mạn, tự cao. Bạn đánh mất cái sự liên kết hài hòa với các cá thể trong cùng một bản thể. Bạn đánh mất cơ hội để ngồi xuống thật yên, thưởng thức một chén trà, ngắm cảnh đẹp của mặt hồ tĩnh lặng, nhìn thấy trời xanh, mây trắng. Bạn không đủ kiên nhẫn để ngồi lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của người thương của mình. Bạn không còn cơ hội để làm cho tâm mình bình an nữa được rồi. Lúc nào nó cũng dậy sóng, lúc nào nó cũng hoảng loạn, lúc nào nó cũng đầy rác rết ở trong đó. Cho nên thiền sư Osho mới nói rằng là cái thất bại lớn nhất của bạn chính là sự thành công. Là dĩ nhiên là cũng có những người thành công mà không trở thành kẻ thất bại. Thành công về mặt quyền lực, về công việc, về tiền bạc, nhưng mà vẫn giữ được chính mình. Nhưng mà rất ít, số đó rất ít. Khá lắm là giữ được một ít đạo đức thôi, còn lại thì rất là khó để giữ được một cái đời sống cân đối, thanh thản, nhẹ nhàng. Phải là một người có một cái nghị lực lớn lắm, và có một cái trí tuệ, có một cái nhận thức chín chắn lắm. Và may mắn là tìm được con đường thoát, một phương pháp luyện tập để
Nuôi dưỡng tâm hồn hay là giữ sự cân bằng giữa đời sống tâm hồn và hướng ra bên ngoài để ứng phó đó, thì may ra là người đó mới giữ được sự thành công mà vẫn giữ được cái phẩm chất đạo đức ở trong lòng, thành công mà vẫn là một kẻ thành công chứ không có thất bại. Còn hầu hết các bạn nghiên cứu kỹ, các bạn đã từng chứng kiến, đã từng tiếp xúc những người được gọi là thành đạt, thì bạn nhìn kỹ vào phẩm chất đời sống của họ xem. Bạn nhìn vào bước chân của họ, nghe giọng nói của họ, cách họ ứng xử với những người nhỏ hơn họ, ứng xử với nhân viên, với người bảo vệ, cách họ ứng xử với những người thân trong gia đình của họ. Nhìn vào bối cảnh gia đình của họ, nhìn vợ họ, chồng họ, con họ, nhìn cái sự đầm ấm hay là không đầm ấm của họ, mà bạn biết là họ là kẻ thành công hay là thất bại. Nhiều khi bạn chỉ thành công trên thương trường thôi, nhưng thất bại thảm hại trong đời sống gia đình. Nhưng mà ngược lại, nhiều khi bạn không thành công giữa thương trường, nhưng mà bạn là một người thành công trong gia đình, thành công trong các mối liên hệ tình cảm, ít nhất là thành công với những người thân yêu của mình. Bạn không làm phiền lòng họ, bạn không làm khổ họ, bạn không rút tỉa, vắt kiệt cái năng lượng của họ. Vì sự thành công của bạn mà người thương của bạn ra như thế đó. Cho nên như vậy có đáng được gọi là thành công hay không? Cho nên khi nói thành công thì phải hỏi thành công về cái gì? Mà không chỉ thành công mà còn thành thành công nữa. Thì nếu mà thành công về vật chất mà thành công về tâm hồn thì quý giá vô cùng. Vậy thì bạn đang tìm kiếm cái gì? Nói đúng hơn là bạn đang lo lắng cho cái gì? Bạn hãy gọi tên xem. Bạn lo lắng cho những điều tồi tệ sẽ xảy ra với bạn, hoặc là bạn lo lắng là bạn sẽ không còn được ở trong cái tình trạng, cái vị trí, cái tâm thế như thế này nữa. Rồi bạn lo lắng cho người thương của bạn sẽ xảy ra những khó khăn, những điều bất trắc. Chứ bạn có lo lắng cho cộng đồng, cho xã hội đâu. Bạn lo lắng cho cái gọi là của bạn và chính bạn. Tại vì bạn vẫn rất là tin là những thứ bên ngoài nó có thể làm cho bạn đau khổ. Tại vì bạn tin rằng những thứ bên ngoài làm cho bạn có hạnh phúc, thì điều đó cũng đồng nghĩa là bạn cũng tin rằng những thứ bên ngoài có thể làm cho bạn đau khổ. Nhưng mà bạn hãy xách gói, mang ba lô để mà đi du ngoạn đi, để mà đi khắp đó đây, để mở rộng tầm nhìn ra, để được tiếp xúc, có những con người, có những bộ tộc, có những làng xóm, có những vùng quê người ta không có đặt cái sự quan trọng quá mức ở những tiện nghi vật chất hay là danh dự hay là quyền lực. Người ta cũng cần một ít tiện nghi thôi, nhưng mà thời gian còn lại là người ta sử dụng của nó, sử dụng thời gian đó để đọc sách, để trò chuyện, để chia sẻ, để làm một cái gì đó tốt đẹp cho nhau. Mà thường đó là những cộng đồng không có kết nối với nền văn minh hiện đại. Tôi đã từng sống qua những cái cộng đồng như vậy, mà đặc biệt là ở Mỹ. Ở Mỹ, một đất nước hùng cường về kinh tế như vậy, mà lại có những cái cộng đồng như vậy. Người ta rất là rảnh, đi rất là chậm, thậm chí lái xe ra ngoài phố, ngoài thị trấn, mà chạy xe rất là chậm, thậm chí là 30, 40 cây số trên giờ. Xe hơi, và tới ngã tư là tự động dừng lại mà không có bất cứ một đèn xanh đèn đỏ nào. Rồi người này nhường cho người kia đi qua, rồi đi tiếp. Và khi bạn vác ba lô lang thang trên con đường quê thì hết chiếc xe này tới chiếc xe khác, chậm chậm dừng lại hỏi bạn đi đâu, họ sẽ cho bạn đi xe nhờ. Và mình từ chối chiếc này, rồi mình phải từ chối chiếc khác, cứ đứng từ chối liên tục, tại vì mình thích được đi.
để mình thưởng thức cảnh đẹp của vùng quê. Nó rất khác với những thành phố lớn như là San Francisco, Los Angeles, New York hay là Washington DC. Ở nơi đó thì đừng có mơ mà được người khác cho đi xe nhờ. Nhất là những người có chiếc xe rất là đẹp, bóng loáng, họ mặc ăn mặc sạch sẽ, thì nhìn cái thân hình dơ giấy của bạn hay là một kẻ vác ba lô đi bụi như vậy thì chẳng ai dám cho đi xe nhờ cả. Tự nhiên cái giàu có nó làm cho người ta phải sợ hãi. Cái sạch sẽ, cái sang trọng làm cho người ta phải khiếp sợ, đánh mất đi cái lòng từ, đánh mất đi cái điều tử tế cần thiết của con người. Và trong cái kinh nghiệm mà đi gọi là hitchhiking, quá giang đi xe nhờ, thì hầu hết những người cho tôi đi xe nhờ đều là những người đi chiếc xe rất là cũ kỹ. Thậm chí là có những anh chàng, anh đậu cho mình đi xe nhờ, mình còn không dám leo lên nữa. Tại vì chiếc xe như là cái đống rác ở trong đó. Và thường là các vị lớn tuổi, một cặp vợ chồng già hay là một ông lão, hay là một cậu thanh niên nào đó. Nhưng mà thiếu nữ thì rất là hiếm khi cho mình đi quá dạng. Tại họ sợ mình là người xấu. Rồi có một lần đó tôi nhớ là có một cái cô đó nhìn cậu cũng to lắm. Cậu đi với con chó. Và cậu đi chiếc xe truck, tức là chiếc xe có cái thùng ở phía sau đó, cái remote đó. Và tôi đứng giữa cái miền tuyết lạnh như vậy. Và cô đi ngang, cô chạy qua rồi mà cô thấy tôi đứng, lúc đó trời cũng nhá nhem tối rồi, thấy tội quá, cho nên là cô lùi xe lại cho đi xe nhờ. Nhưng mà cô bảo tôi ngồi trên cái trunk, cái remote đó, sao cái thùng ở phía sau, chứ cô không dám cho mình ngồi chung với cổ với con chó. Cô cho con chó ngồi với cổ trển, còn mình thì ngồi ở phía sau. Nhưng mà các bạn biết là tôi rất là thích ngồi ở phía sau, tại vì ngồi phía sau có cơ hội được ngắm cảnh đẹp xung quanh. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì không thích một chút nào, vì bên ngoài quá lạnh. Bạn đứng một chỗ là lạnh run rồi mà lên xe nó chạy nữa. Cho nên là bạn chỉ ôm cái ba lô và chịu trận thôi. Nhưng mà ít ra mình cũng biết ơn cổ là cổ cho mình đi một đoạn đường để mình có thể tìm được một cái chỗ trú ẩn qua đêm. Nhưng mà chỉ có một cái trường hợp duy nhất là có một anh chàng đó cho tôi đi chiếc xe nhờ, đi nhờ trên một cái chiếc xe cực kỳ sang trọng, bóng loáng và đời mới. Tôi không có thời gian để kể câu chuyện này, nhưng mà sau này tôi mới biết đó là tài tử Ford Walker, cái người đã chết trong một cái tai nạn xe hơi. Thì hiếm khi mình mới có được một cái vinh dự, được một cái người sang trọng giàu có mà cho mình ngồi trên chiếc xe hơi. Còn hầu hết những người mà cho mình đi xe nhờ đều là những người rất là nghèo, sống rất là giản đơn mà không có gì phải lo sợ. Khi không có gì phải lo sợ, không sợ mất, không sợ hư hao, thì tự dưng cái lòng tốt nó bước ra. Nghĩa là bạn có lòng tốt, bạn là người tử tế, bạn là người có tình thương, bạn biết rung động trước nỗi khổ niềm đau của người khác, nhưng mà bạn lỡ có nhiều thứ quá. Bạn phải nắm bắt, phải giữ gìn, phải bảo vệ nó. Bạn có con, bạn có chồng, bạn có vợ, bạn có nhà, có cửa. Bạn có địa vị mà bạn còn có danh dự nữa. Bạn giúp người đó, bạn sợ bị tai tiếng. Giữ khóa tu chung những người bình thường mà còn sợ bị tai tiếng nữa. Tại vì mình là CEO mà. Cho nên phải giữ khóa tu nào của những doanh nhân thành đạt. Khóa tu phải được tổ chức riêng cho CEO thì mình mới đi được. Nó khổ như vậy đó. Mà trời ơi, cái khóa tu của CEO thì chỉ được có nửa ngày thôi. Chứ đâu có CEO nào tu nổi 7 ngày hay là 10 ngày. Khóa tu của CEO đâu có chuyện mà được thưởng thức trăng suốt một tuần lễ như vậy, được ngủ ngoài lều rồi sống trong một cái môi trường thiên nhiên quá đẹp như vậy. Cho nên những cái thứ đó nó cản đường cho những cái giá trị tinh túy nó bước ra hết. Bạn đã từng là người rất là tốt bụng, người rất là tử tế. Nhưng mà vì cái mưu sinh chảy nước vải, thèm được đóng cái vai của Diogenes. Và ông nói với Diogenes là ông là cái người hạnh phúc nhất ở trên đời. Diogenes nói không, tôi nghĩ con chó nó hạnh phúc hơn tôi. Tại vì dẫu sao tôi vẫn còn cái bình bát,
Để đêm ngủ giật mình coi coi có ai lấy cái bình bát của mình không. Tại vì nếu mà lấy đi rồi là bạn không xin thức ăn được. Và có một hôm trong lúc tôi đang lúi húi ở bên bờ sông tìm cách để mà lấy nước lên uống đó, tại vì đang thiếu cái bình bát bị lấy cắp rồi. Trong lòng nó có cái sự bất an, không thoải mái, thì con chó nhảy đùng xuống dưới nó tắm mà nó uống một cách rất là thoải mái. Và tôi bắt đầu chắp tay xá nó, trời ơi mày tự do quá, tao ngưỡng mộ mày vô cùng. Và từ đó về sau là tôi vứt luôn cái bình bát. Và tôi đã trở thành kẻ tự do đích thực. Thì Alexander mới nói là thôi thì chắc là kiếp sau. Kiếp sau tôi nguyện là tôi sẽ trở thành Diogenes, một cái ăn mày. Thì Diogenes mới nói là ông nói gì mà ngớ ngẩn vậy đại đấy. Ông có thể làm được ngay từ bây giờ. Tại sao phải hẹn qua tới kiếp sau? Có khó khăn gì đâu. Cởi đồ ra, bỏ hết vương quyền, nhảy xuống sông, trở thành một con chó. Là có tự do ngay lập tức, trở thành Diogenes ngay lập tức. Thì đại đế Alexander lắc đầu nói không thể được. Tôi còn nhiều trách nhiệm, còn nhiều bổn phận, nhiều thứ phải làm. Thôi xin hẹn kiếp sau. Có thể các bạn tới bản hoa anh đào thấy đời sống trên này cũng tự do hạnh phúc thiệt. Và các bạn cũng có cái hẹn là thôi để kiếp sau. Hoặc là 50 năm nữa, khi mà chống gậy rồi, không có làm ăn gì được nữa hết, thì sẽ khăn gói lên bản hoa anh đào ạ. Và chúng ta cho rằng quyền lực, tiền bạc, địa vị, sự kính trọng nể phục là quan trọng, là cần phải nắm bắt giữ gìn. Nếu không quan trọng thì tại sao mình mất quá nhiều thời gian, quá nhiều năng lực, và thậm chí là mình đánh đổi cả những giá trị đạo đức của mình để mà mình nắm giữ đó. Một ngày 24 giờ đồng hồ, ngoài những giờ ngủ ra thì mình có bao nhiêu thời gian để đầu tư cho những cái mà trong lý trí của mình nó biết rằng là quan trọng, như là bản thân mình, chăm sóc thân thể mình, chăm sóc tâm hồn của mình, như là chăm sóc các mối liên hệ tình cảm, như là làm một việc công ích cho xã hội, nhưng là giúp đỡ yêu thương một người nào đó, gần như là không có, hoặc là rất ít, hạn chế vô cùng. Và toàn thời gian của chúng ta là dồn hết cho công việc, làm như là sống là để làm việc vậy. Lúc nào cũng làm việc, và lúc nào trong đầu cũng đầy công việc hết. Nhưng mà sao? Khi bạn đến khám bệnh, bác sĩ nói là bạn đã bị cancer, hoặc là bạn bị stroke, tai biến mạch máu, trở thành một con người thực vật, bị cancer giai đoạn 3, bạn chỉ còn 3 tháng, 6 tháng nữa để sống thôi. Thì nào, bạn sẽ nắm được cái gì? Hay là lúc đó bạn mới trào nước mắt, vừa đau khổ vì mình phải chấm dứt cuộc đời mình quá sớm, mà cũng vừa đau khổ vì đã không còn thời gian đủ để mà bù đắp cho những cái sự thiếu sót trách nhiệm của mình trong các mối liên hệ tình cảm, nhất là những người đang sống bên cạnh mình. Mình chưa có cơ hội để mà lắng nghe, chia sẻ, nâng đỡ hết mực. Mình chưa có kịp tha thứ, bao dung, độ lượng. Mình chưa có kịp sám hối những cái vụng về, những lầm lỡ, những năng lượng tiêu cực mà mình đã gây ra, mà mình phải chết rồi. Và chết là một sự thật, và nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, chứ không phải là đợi đúng bạn 80 tuổi. Bạn đúng 80 tuổi hay là hơn 80 tuổi thì cái đó nó mới tới gõ cửa bạn. Nó đến bất cứ lúc nào. Tôi không có ý hù dọa bạn, nhưng mà tôi chỉ cảnh báo bạn là có một sự thật như vậy, đừng quên. Để rồi bạn ý thức rằng đời người rất là ngắn. Cái cuộc dạo chơi này bạn không có nhiều thời gian. Không phải là bạn có tới 100 năm, đúng 100 năm hay là 200 năm để sống. Bạn chỉ có vài chục năm thôi. Cho nên bây giờ mà bạn vẫn còn nhỡn nhơ, vẫn còn tàn phá sức khỏe, tàn phá lý tưởng, vẫn còn lao theo những cái thứ mà để rồi một ngày nào đó bạn sẽ chán, chỉ vì bạn muốn chứng tỏ, chỉ vì bạn háo thắng thôi đó.
thì là dại dột vô cùng. Cho nên Trịnh Công Sơn trong bài Chiếc Lá Thu Phai có câu là cuồng phong cánh mỏi, về thu xếp lại cuồng phong cánh mỏi. Đã lao ra bên ngoài nhiều quá rồi, tìm kiếm nắm bắt rồi cũng chẳng được gì, tưởng như được mà kỳ thực là không được. Và Trịnh Công Sơn cũng là một trong những người đã ý thức được là cái mình đánh mất là ở bên trong chứ không phải là cái bên ngoài. Mặc dù là Trịnh Công Sơn cũng không đủ nghị lực, không đủ ý chí để mà trở về với chính mình suốt luôn. Có lúc anh trở về, rồi có lúc anh lại ra đi. Có lúc cũng sống tĩnh lặng, cũng chăm sóc tâm hồn rất là tốt, rồi có lúc cũng bị cuốn vào những bóng hồng. Mà đâu phải một bóng hồng đâu, hết bóng này rồi tới bóng khác. Rồi tự than mình là kẻ dại dột, ta là ai mà sao trần gian thế. Về thu xếp lại. Về thu xếp lại không phải là về nhà sắp xếp nhà cửa lại, sắp xếp phòng ốc lại, mà sắp xếp cuộc sống lại, để thấy việc gì cần làm trước, việc gì cần phải ưu tiên hàng đầu, việc gì cần phải đầu tư nghiêm túc. Còn những gì không cần thiết thì cắt bỏ bớt, buông bỏ bớt. Nói như Einstein là chẳng có gì là quan trọng cả. Tiền bạc nó cũng chỉ có giá trị hữu dụng trong một cái hoàn cảnh nào đó. Khi mà bạn đi giữa sa mạc, tiền không giúp gì được bạn hết. Ở đó bạn cần nước. Khi bạn lạc vào trong rừng, bạn cần một tấm bản đồ hơn là một đống tiền bạc. Cần một người chỉ bạn cái nẻo ra. Khi bạn lạc lõng giữa miền hoang dã, thì bạn cần có những người bạn đồng hành, bạn cần có một vài thứ bảo vệ bạn như là súng ống hay là kể cả là giày dép rồi một vài cái thiết bị nào khác. Và khi bạn rơi vào một cái tai nạn hiểm nguy thì hơi thở là một thứ rất là quan trọng để giúp bạn tiếp tục cuộc hành trình sắp tới. Tại vì thở vào mà không thở ra, cái thứ mà bạn đã từng không bao giờ để ý tới, cái thứ mà bạn chưa bao giờ chăm sóc nó, mà nó chính là cái thứ để quyết định bạn có thể đi tiếp nữa hay không trên cái chặng đường này, trong cái cuộc đời này. Như vậy thì sau ra thì cái gì cũng là quan trọng, nhưng mà cũng không có gì là quan trọng. Nó chỉ quan trọng, nó chỉ có giá trị hữu dụng trong một hoàn cảnh nào đó thôi. Einstein nói rằng không có gì là quan trọng để giúp bạn balance trở lại, cân bằng trở lại. Đừng có đắm đuối, đừng có lao theo một cái thứ gì đó mà bạn cho nó là quá quan trọng. Tính ra thì nó cũng quan trọng ngang bằng với cây kim, với ly nước, với hơi thở, với chiếc áo bạn đang mặc là cùng. Mà thậm chí có những lúc nước nó còn quan trọng hơn cả tiền bạc hay là quyền lực. Thậm chí không khí nó còn quan trọng hơn cả cái địa vị mà bạn đang nắm giữ. Bạn có đồng ý không? Vậy tại sao mà bạn lại hờ hững vô tâm với những thứ nó rất là quan trọng, để rồi bạn chạy theo những thứ mà bạn cho là hạnh phúc? Cho nên Einstein nói rằng không có gì là quan trọng. Có nghĩa là không có gì để bạn đáng phải bỏ ra quá nhiều thời gian và năng lượng cho nó. Nó chỉ có giá trị hữu dụng nhất thời thôi. Hãy xem nó bằng với tất cả những thứ khác. Đó là tính đồng đẳng mà Einstein muốn nhắc nhở bạn. Nếu tôn trọng thì tôn trọng hết mọi thứ. Còn nếu không cho là quan trọng thì hãy đối xử với mọi thứ đều như vậy hết, thì bạn sẽ không khổ. Tại vì khi bạn không còn quan trọng nó nữa, bạn không quá cần nó nữa, bạn không còn quá nhiều nhu cầu về nó nữa, thì nó không làm khổ bạn được, không có thể đụng chạm tới bạn được. Bây giờ bạn không tin, bạn làm thử đi. Bạn cho rằng là cái người bạn đang yêu đương, đang vướng mắc tình cảm, cái người mà là khiến bạn phải đau đầu, phải suy nghĩ rất nhiều, bây giờ bạn dán lên họ một nhãn hiệu không quá quan trọng.
Em không quá quan trọng, hay là anh không quá quan trọng. Cái người mà mình cho là quá sức là quan trọng, quá ảnh hưởng tới cuộc đời mình, hay là công việc cũng vậy, mình dán lên sếp chữ sếp không quá quan trọng. Công việc không quá quan trọng. Tại vì cùng lắm thì kiếm việc khác. Tại vì cái tài năng của bạn đã ở trong bạn mà. Còn công ty, nhân viên, công việc, sếp chỉ là một điều kiện để nó mời cái tài năng của bạn ra thôi. Nếu bạn không có duyên với cái tập đoàn này thì bạn có duyên với tập đoàn khác. Tôi không có ý là xúi bạn bỏ tập đoàn mà bạn đang ở. Nhưng mà bạn đừng có quá quan trọng, đừng có quá sợ hãi. Tại vì khi bạn quan trọng đó thì bạn sẽ sợ, sợ mất. Còn bạn không quá quan trọng thì bạn sẽ không sợ mất. Trong tình yêu cũng vậy, đừng có sợ mất ông xã, đừng có sợ mất bà xã. Khi mình quan trọng thì bỗng dưng tên kia sẽ ra mặt, sẽ khinh lờn, sẽ điều khiển mình. Bản chất con người là vậy. Bỗng dưng bạn quan trọng mà cũng không quan trọng. Tức là cũng chăm sóc, cũng quan tâm, cũng yêu thương, nhưng mà không hệ lụy, không ra vẻ cần thiết. Mặc dù trong lòng thì nó có, nhưng mà thể hiện là như là không có. Hoặc là thậm chí là bạn dàn xếp làm sao trong nhận thức của bạn để trong lòng cũng không có luôn. Tức là có duyên thì sẽ hết lòng với nhau, hết duyên thì thôi. Thì tên kia sẽ sợ, tên kia sẽ ý thức để mà cố gắng thay đổi. Và bạn có một cái thời gian để mà rút lui như thế này, để mà ngồi nhìn lại và suy gẫm, thì bạn sẽ thấy thật ra là trên đời này không có gì là quan trọng cả. Đến nỗi khi bạn có một chút trí tuệ rồi, bạn sẽ thấy kể cả cái chuyện sống chết cũng không là quan trọng nữa. Ở trong các tu viện Phật giáo có thường hay treo cái câu là sinh tử sự đại. Tức là cái việc sống chết là cái việc rất là quan trọng. Và phải luôn tâm niệm về nó. Phải giải quyết cho xong đi rồi mới yên tâm. Mà giải quyết cho xong là làm sao? Có nghĩa là bạn phải có một đầu tư về tương lai. Chứ bạn đừng có ngồi đó mân mê cái thế giới này. Bạn phải đi dọn sẵn một cái thế giới khác cho bạn. Tìm một cái cõi để đi về. Cái đó gọi là biết lo cho tương lai. Và làm sao để bạn có thể nắm chắc là chết bạn sẽ đi về đâu, thì coi như là bạn đã giải quyết xong. Nhưng mà trong cái con mắt của nhà thiền, mà nhà thiền tức là theo cái sự thực tập tinh túy của truyền thống Phật giáo, thì sinh tử là chuyện nhỏ. Tôi nói như vậy có nghĩa là cái sanh tử sự đại là cái sự biến thể sau này. Nó không có trong cái giáo lý thuần túy của Đức Phật. Là tại vì bạn sống như thế nào, hiện tại như thế nào thì tương lai nó sẽ như thế. Cái cây nó nghiêng về hướng nào thì nó sẽ ngã về hướng đó. Bạn không cần phải lo cho nó. Hiện tại bạn gieo nhân gì thì bạn sẽ gặt cái kết quả đó. Bạn cứ sống sâu sắc tốt cho cái hiện tại đi. Đừng có lo gì cho tương lai hết. Kể cả cái mà chúng ta gọi là kiếp sau đó. Tôi dùng cái từ cái mà chúng ta gọi là kiếp sau có nghĩa là nó chưa hẳn là như vậy. Nó là một câu hỏi bỏ ngỏ. Có dịp tôi sẽ nói thêm về cái đó. Cho nên chính tôi đây, tôi chưa có đạt tới một cái sự giác ngộ nào lớn lao hết. Nhưng mà tôi đã không còn sợ chết. Và đã đi qua sự chết đã cả chục lần rồi. Trong cái chuyến hành trình tu bụi rồi. Cho nên là không còn sợ chết nữa. Tại vì nó thấy nó chẳng là gì hết. Nếu có chết chăng thì mỗi ngày trong từng giây phút mình để cho những cái ý niệm cũ kỹ, những cái thành kiến, những cố chấp, những nhận thức sai lệch nó chết đi. Để nó khai sinh ra những cái ý tưởng mới, những cái nhìn trong trẻo, thuần khiết. Và khi mà bạn đặt bạn vào cái mức rằng là
mình chấp cho mọi thứ nó xảy ra. Và kể cả mình mất mát đi mọi thứ thì mình cũng không ngán. Là tại vì những giá trị tinh anh, những tài năng nó ở trong bạn. Bạn ở đâu thì bạn sẽ biến nơi đó thành nơi tuyệt vời của bạn. Bạn liên hệ với người nào thì bạn sẽ đem lại hạnh phúc cho người đó. Mà trong truyền thống đạo Phật gọi là chánh báo và y báo. Chánh báo có nghĩa là hạt nhân. Có nghĩa là bạn cứ làm cho bạn tốt đi, bạn hay, bạn có giá trị. Thì bạn đi tới đâu thì những cái hay, cái đẹp nó sẽ đi theo bạn. Thí dụ như là ở trong truyền thống của pháp môn Tịnh Độ, cái đó tới Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà là một cái người chủ quản ở một cái cõi gọi là Cực Lạc. Thì Đức Phật A Di Đà được biểu tượng cho cái gọi là chánh báo, tức là một người phải có một cái phước báo nào đó, đó thì tự nhiên họ sẽ tạo ra được cái thế giới của họ. Nó cũng đẹp và trang nghiêm như vậy. Và cái thế giới đó gọi là y báo. Vậy thì bạn có giá trị hay không? Bạn có phẩm chất hay không? Đó là quan trọng. Mà khi bạn có giá trị, bạn có phẩm chất thì bạn đã có cái gọi là chánh báo. Và y báo là cái nó tự động nó sẽ đi theo bạn. Bạn sẽ có thần dân, bạn sẽ có cộng đồng, bạn sẽ có tất cả những người xung quanh bạn cũng đồng tính chất như bạn. Cho nên kể cả cái chuyện mà lập ra bản Hoa Anh Đào, cũng như là những việc làm trước đây của tôi, là tôi bao giờ cũng nghĩ tới cái mức thấp nhất nó có thể xảy ra. Và khi chuyện ấy xảy ra thì mình sẽ như thế nào? Và tôi đã chấp nhận. Và mình sẽ có cách để mình sử dụng cái khoảng thời gian mà mình không có phát triển dự án tới cái mức mà mình muốn. Ít nhất là nếu mà dự án không thành công thì tôi lại rút lui tu tiếp, viết sách, hay là biểu hiện ở một cái phương trời nào đó nó phù hợp. Tại vì nó ở trong tôi mà, bây giờ chỉ phát tiết ra thôi. Mặc dù là cái dự án bản Hoa Anh Đào này được thành lập, nó còn dựa trên một số điều kiện ở bên ngoài, về kinh tế, về chính trị, về tôn giáo, về sự quan tâm yêu thương nâng đỡ của mọi người, nhưng mà cái bên trong vẫn là cái chính. Cái đó là cái quan trọng. Nếu mà các bạn cứ cố gắng đi xây dựng những cái bên ngoài, chuẩn bị những cái bên ngoài, nào là nhà, nào là xe, nào là địa vị quyền lực, mà các bạn lại là cái người không có thể tạo ra được hạnh phúc cho người thương của mình. Các bạn còn có quá nhiều cái năng lượng độc hại ở bên trong, các bạn lúc nào cũng tham sân si hết, thì làm sao có hạnh phúc được. Các bạn tạo dựng cho một cái công ty, một cái tập đoàn cho nó rõ ràng, để rồi nhân sự thì nhiễu loạn, không được lòng người, trên dưới không có hòa thuận, không kính trọng, không cùng đi về, không nhìn, cùng nhìn về một hướng, cũng đi về một hướng, thì làm sao mà phát triển được. Cho nên tạo dựng được danh dự hay là sự kính trọng hay là một ít thành quả bên ngoài thì nó không có quá khó. Mà chiến thắng được chính mình, dọn dẹp những rác rến trong lòng để trở thành một người có phẩm chất đích thực thì cực kỳ khó. Mà bạn nên đi từ trong ra ngoài thay vì đi từ ngoài vào trong. Nói như cụ Nguyễn Du là sao cho trong ấm thì ngoài mới êm. Trong ấm, ngoài êm. Và các bậc tiền nhân của chúng ta cũng vậy, cũng đi theo cách đó. Phải tề gia, rồi mới trị quốc, rồi mới bình thiên hạ. Mà trước khi tề gia là còn tu thân nữa. Thành ra các bạn muốn trở thành giám đốc, tổng giám đốc, CEO thì phải tu trước. Tu 1 năm, 2 năm, 3 năm, làm thầy tu 3 năm trời. Tu thân. Để làm gì? Để trở thành người cứng cáp, vững vàng. Để trở thành một người nhân đức, đôn hậu. Một người có tầm nhìn xa. Một người xử lý tình huống bằng lý trí, bằng hiểu biết, chứ không phải là cảm xúc hay là cảm tính. Thì chừng ấy, bạn mới đủ bản lĩnh lãnh đạo được. Chứ không phải là đi học có được cái bằng, cái bôi về lãnh đạo, hay là có vài người giúp đỡ cho một số điều kiện thuận lợi. Những cái thuận lợi đó là nó đến từ bên ngoài. Nó không phải là của bạn. Nó đến rồi nó sẽ đi.
Bạn có bản lĩnh không? Bạn có thực lực không? Đó là vấn đề. Và khi mà bạn có bản lĩnh, bạn có thực lực rồi, bạn chấp mọi thứ nó xảy ra, bạn đều giải quyết được hết. Mà thậm chí khi mà những điều kiện tồi tệ nhất nó xảy ra thì đó vẫn là một cơ hội để bạn mài dũa sức chịu đựng của mình. Và đó là một chất liệu cần thiết để bạn có thể đương đầu với những cái cơn sóng lớn khi mà bạn bước lên trên con đường lớn. Cho nên khi bạn là người có hiểu biết, bạn không sợ khó khăn, bạn không sợ nguy khốn, bạn không sợ thất bại. Thất bại để có được sự thành công vững vàng là đáng để thất bại. Thất bại để trở thành người thành công toàn vẹn. Tôi nói thành công toàn vẹn có nghĩa là thành công từ trong ra ngoài. Thành công từ trong gia đình, từ trong chính con người của mình đến thành công ở bên ngoài. Thì đáng để được thành công. Còn nếu thành công mà để phá sản cái đời sống tâm hồn, để rạn nứt, đổ vỡ các mối liên hệ tình cảm, thì thành công ấy để làm gì? Và nó tồn tại được bao lâu kia chứ? Thành công đó không có nền tảng vững vàng. Và tới một lúc nào đó, ở một độ tuổi nào đó, trải nghiệm trong một cái quãng thời gian dài nào đó, rồi bạn sẽ nghiệm ra rằng thật ra trên đời này chẳng có gì là quan trọng hết. Nếu có một cái thứ quan trọng thì đó chính là cái khả năng sống sâu sắc được trong cái giây phút này. Tại vì mọi thứ nó đều có mặt trong giây phút này hết rồi. Bạn còn có thể cảm nhận, còn có thể tiếp xúc sâu sắc với nó được hay không? Đó là thứ quan trọng. Khi có nó rồi thì những thứ khác tự động sẽ được kéo theo. Đạo đức, tình yêu thương, tinh thần phụng sự xã hội, nó đều bắt đầu từ cái chỗ đó. Nói không quan trọng theo Einstein có nghĩa là bạn đừng có bị cuốn vào nó, đừng đánh mất mình vì nó. Còn sự tỉnh thức thì không bao giờ có sự đánh mất mình ở trong đó, mà ngược lại, chỉ có sự trở về, sự nuôi dưỡng và phát triển chính con người của mình mà thôi. Chúng ta tạm thời dừng ở đây. Quý vị còn phiền não không? Nhưng mà ít nhất là trong giây phút này mình không có phiền não. Hoặc là thỉnh thoảng có chút ít phiền não đang xen. Mình phải nhận diện rõ như vậy. Thường là những lúc nào mình có nhiều phiền não. Những lúc mà năng lượng hao hụt, tình trạng sức khỏe xuống thấp, những lúc mình bị áp lực của công việc, những lúc mà có nhiều sự cố, có nhiều nghịch cảnh xảy ra. Và chung lại thì đó là những cái giai đoạn mà mình để tâm của mình nó chạy lang thang bên ngoài nhiều quá. Mình chú ý ngoại cảnh, chú ý vào người khác, rượt đuổi theo người khác. Mình chú ý vào công việc, tính chất của thành bại nhiều quá. Cho nên là phiền não đã có một cái cơ hội rất tốt để phát sinh. Có nhiều khi mình sống chung với phiền não mà mình không biết. Thỉnh thoảng mình cũng có nhận diện được, nhưng không gọi được tên nó là cái gì. Chỉ biết là mình đang khó chịu, đang bực bội, đang không có hạnh phúc. Hoan hỷ cho cái mì này lớn chút xíu nữa.
Để biết mình có phiền não hay không á, thì có nhiều cách lắm. Mình có thể hỏi là mình đang có bình an không? Nếu không có bình an, nghĩa là đang có phiền não. Mình đang có hạnh phúc không? Mình đang có tự do, thảnh thơi không? Nếu câu trả lời là không, nghĩa là mình đang bị phiền não khống chế ở dạng này hay là dạng khác. Nói một cách khác là khi phiền não trỗi dậy, chiếm cứ toàn bộ tâm thức của chúng ta, hay là nó có ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động tâm thức của chúng ta, thì chúng ta không thể nào có hạnh phúc được, không thể nào có bình an được. Thậm chí là ngay khi chúng ta đang căng thẳng, đang rất căng thẳng, đang hồi hộp, đang lo sợ, đang thấp thỏm, thì đó vẫn là sản phẩm của phiền não. Đừng đánh giá thấp những trạng thái đó. Có thể chúng ta sống chung với phiền não mỗi ngày, thậm chí là mỗi giờ, mỗi phút mà chúng ta không nhận diện ra được. Ở trong bài hát Xin Người Hãy Gọi Tên, xin lỗi, bài hát là Ru Ta Ngậm Ngùi. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có những câu rất là cảm động. Môi nào hãy còn thơm cho ta phơi cuộc tình, tóc nào hãy còn xanh cho ta chúc hồn nhiên, tim nào có bình yên ta rêu rao đời mình, xin người hãy gọi tên. Tức là anh Sơn anh cũng biết là có những lúc anh không kiểm soát bản thân được, vẫn lang thang đi tìm một cuộc tình, rêu rao đời mình. Tức là mình tìm cách để mà mình tiếp thị bản thân mình, mình cố gắng để mà gây sự chú ý cho người khác, để tìm một đối tượng thương yêu. Nhưng mà có phải thật sự là mình đang sẵn sàng để thương yêu, hay là mình chỉ có nhu cầu muốn lấp đầy nỗi cô đơn ở trong lòng thôi? Và những cuộc săn tìm như vậy rất là nguy hiểm. Nguy hiểm cho mình và nguy hiểm luôn cho đối tượng. Cho nên những lúc đó, những người bạn thân của tôi ơi, nếu mà quý vị phát hiện ra được, hãy gọi giùm. Hãy gọi giùm tôi là Sơn, Sơn đang làm cái gì đó. Nhiều khi có nhiều vị học trò, lâu lâu tôi gửi email chỉ có một câu như vậy thôi: con đang làm gì đó. Một câu thôi. Kể cả trên tin nhắn cũng vậy. Có nhiều vị không có hiểu, nó dạ thưa thầy, là con đang dọn dẹp nhà cửa, hay là con đang lái xe. Tôi không có ý hỏi là đang làm công việc gì, mà bạn đang làm cái gì cho cuộc đời của bạn vậy, cho hạnh phúc, cho lý tưởng của bạn vậy. Bạn đang làm cái gì đó? Đang đứng trên quỹ đạo hay là trượt khỏi quỹ đạo? Đó là một cách để mình gọi tên, gọi những người thân quen của mình để quét cấp, để làm cho họ tỉnh ra. Tại vì khi mà cái cảm xúc ham muốn, cảm xúc cô đơn nó trỗi dậy, chúng ta thường hay đồng nhất với nó, nhập chung với nó, trở thành một với nó. Khi mà nỗi cô đơn trỗi dậy thì mình phải làm cái gì đó để phục vụ cho nỗi cô đơn của mình. Cái đó là trở thành một. Khi cảm xúc ham muốn trỗi dậy thì mình phải làm cái gì đó để lấp đầy cái sự thỏa mãn. Cái đó gọi là đi theo, cái đó là lệ thuộc hay là đồng nhất. Và mình cũng không biết mình đang làm cái gì nữa. Thậm chí là mình cố gắng hiểu đúng về nó, về cái hành vi của mình. Cố gắng trang trí cho nó một cái tên thật là đẹp, là mình đang thương người đó, hay là mình đang muốn nâng đỡ cuộc đời của người đó, hay là mình làm tất cả là vì những người thân trong gia đình của mình.
Nhưng mà nhiều khi đó chỉ là một sự nhân danh. Nhân danh tình thương. Để rồi mình có quyền làm cái gì đó mình làm. Và nếu có một bậc minh triết, họ gọi mình, họ nói là con đang làm cái gì đó, con có biết không? Một bậc thiện hữu tri thức, một người đang tỉnh táo, họ nhìn mình đang trong cái cơn mê sảng như vậy, họ đánh thức mình. Xin người hãy gọi tên. Ở trong cuốn Hiểu về trái tim, tôi có ghi xuống 4 câu cũng trong cái ý này, đó là hãy gọi đúng tên tôi giữa cuồng điên mộng tưởng, dù chưa biết ra sao vẫn quay đầu tìm hướng. Dù rằng là anh chị gọi tên tôi, gọi đúng ngay tim đen của tôi, đúng cái tên phiền não của tôi chưa có thoát ra được, nhưng mà tôi sẽ tỉnh. Tôi biết tôi đang bị cái gì, và tôi sẽ từ từ tìm cách thoát ra. Có thể không phải là bây giờ, ngày mai, tuần sau, tháng sau, nhưng mà quay đầu tìm hướng thoát. Một người học Phật hay là một thiền sinh mới bắt đầu, không thể nào mà họ có thể quản chế hết những cái phiền não của mình được. Không thể nào mà không bị phiền não giật dây được. Nhưng mà họ khá hơn người bình thường, đó là họ nhận diện kịp thời. Nhận diện có nghĩa là nhìn thấy mặt mũi đúng như nó đang là. Nó là cái gì? Nhìn thấy đúng mặt mũi của nó. Đây là sự ghen tuông. Đây là cơn giận. Đây là sự đố kỵ. Đây là sự ích kỷ nhỏ nhoi. Chứ không có bị nhầm lẫn với những cái tên gọi khác. Và khi mình gọi được đúng tên nó rồi, mình biết mình bị cái gì rồi, thì mình mới tìm được cái cách thoát ra khỏi nó. Hãy gọi đúng tên tôi giữa cuồng điên mộng tưởng, dù chưa biết ra sao. Tức là chưa tìm ra được một giải pháp tức thì, nhưng mà vẫn quay đầu tìm hướng. Khi mà chúng ta ăn không thấy ngon, ngủ không yên, và bước đi không có sự thảnh thơi, ung dung tự tại, chúng ta không thể nở nụ cười thường xuyên được. Chúng ta không thể bàn sâu sắc những điều cốt lõi trong cuộc sống với những người thân quen. Chúng ta không thể phát tiết ra được những cái giá trị tuyệt vời bên trong của chúng ta. Nghĩa là chúng ta đang có vấn đề. Nghĩa là chúng ta đang có vấn đề. Hoặc là lúc nào cũng căng thẳng, lúc nào cũng quạo quọ, lúc nào cũng khó chịu, trách móc, than phiền, buộc tội, lên án. Phản ứng rất là nhanh nhạy, đụng con chút là nhảy dựng lên rồi. Nghĩa là mình đang bị phiền não chiếm cứ toàn phần. Và khi mà tham sân si trỗi dậy, bóng tối phiền não trỗi dậy, thì những giá trị tuyệt vời của chúng ta bị che khuất hết. Chúng ta là một người rất là tử tế trước đây. Chúng ta là một người rất là dễ chịu, rất là thân thiện, rất là mở lòng, rất là hoan hỷ, rất là bao dung. Nhưng mà khi phiền não nó trỗi dậy rồi thì những đức tính đó không còn nữa. Nó khiến chúng ta trở thành một con người khác. Và nếu cái tính cách này lặp đi lặp lại nhiều lần thì trở thành một phần tính nết trong con người của chúng ta. Và chúng ta chấp nhận nó là con người của mình luôn. Tôi là vậy đó. Tánh tôi là vậy đó. Khi mà người khác chỉ điểm, thì mình quên mất cái đó không phải là con người thật của mình. Trong một cái giai đoạn nào đó mà mình đã không giữ được phong độ, mình đã tục năng lượng, và mình đã để cho tham sân si trỗi dậy để tự vệ con người của mình, để bảo vệ những cái quyền lợi của mình, để giữ lấy người ấy.
Quý vị biết là trong trong liên hệ tình cảm và trong cuộc chiến ở thương trường, đó là hai nơi mà chúng ta tiêu mòn năng lực của chúng ta nhiều nhất. Đó là hai nơi mà chúng ta dễ đánh mất mình nhiều nhất. Và đó là hai nơi mà chúng ta dễ để cho phiền não trỗi dậy nhiều nhất. Trước khi mình đồng hành với người đó thì mình là một người rất là tự do, dễ gần, dễ mến và có nhiều năng lực để sáng tạo, để kiến thiết, để nghiên cứu, để học hỏi, có nhiều ý tưởng rất là tuyệt vời. Nhưng mà bỗng dưng khi người ấy bước vào trong cuộc đời của mình thì mình không làm gì nổi nữa hết. Có nghĩa là mình đã thất bại trong tình cảm. Thất bại đây nó không có hẳn là cuộc hôn nhân đó rạn nứt hay là gây đau khổ cho nhau, mà thất bại đây có nghĩa là chúng ta hoàn toàn mất thế chủ động, hoàn toàn mất chủ quyền trong cuộc sống. Đầu óc của chúng ta lúc nào cũng nghĩ về đối tượng đó, mà khi đầu óc lúc nào cũng nghĩ về đối tượng đó thì phiền não nó phải sinh sinh ra đời chứ, để làm gì? Để níu lấy, để giữ gìn, để bám víu, để sở hữu. Lúc nào cũng sống trong sự hồi hộp, không biết người đó phản bội mình lúc nào, người đó có thương mình nữa không, người đó có còn tôn trọng mình không, người đó có nghĩ đến tương lai cuộc đời của mình không, vân vân. Sao mà yên được? Cái khổ đau nó đã bắt đầu từ đó rồi. Và ở trên thương trường thì khỏi nói rồi, phải gai góc, phải xù xì, phải sòng phẳng, phải quyết liệt, phải sân si nhiều lắm thì mới có thể chiến thắng, mới có thể hạ gục được đối phương, mới có thể đem về những cái quyền lợi lớn nhất có thể. Cho nên nếu mà không có trải qua một biến cố nào, không trải qua một trận bạo bệnh nào, không có một sự thất bại sụp đổ nào, thì có thể chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có vấn đề gì cả. Chúng ta sống vẫn ổn, vẫn tốt như thường, mặc dầu khi nhìn kỹ vào thì thấy rất là bất ổn. Hạnh phúc thì lúc được lúc không. Hạnh phúc trong hôn nhân, trong liên hệ tình cảm và hạnh phúc trên công việc của mình. Chập chờn, lúc được lúc không. Và khi mà mình gặp vấn đề rắc rối, mình thấy mình có nhiều phiền não thì mình biết là mình đang có phiền não và mình muốn xử lý. Nhưng mà khi mình thành công, khi mà mình được công việc nó trôi chảy, khi mình được thương yêu, khi mình được chiều chuộng, thì mình quên mất là mình đang có một cục phiền não rất là lớn ở đây. Nó thoa dịu, nó làm cho mình quên đi cái thực tại là mình đang có rất rất nhiều phiền não. Cho nên cái sự thất bại nó có cái giá trị của nó. Những cái biến cố xảy ra, những cơn bạo bệnh nó làm cho chúng ta phải tụt lùi lại để quan sát tổng thể cuộc đời của mình. Chỉ có lúc đó chúng ta mới nhìn lại chặng đường đi qua của chúng ta một cách sâu sắc nhất. Chúng ta đã sống như thế nào? Đã đối xử với những người thương của chúng ta như thế nào? Những người có ơn với chúng ta thì chúng ta đã đền đáp công ơn chưa? Những người mà chúng ta có lỗi với họ thì chúng ta đã xin lỗi với họ chưa? Những trách nhiệm bổn phận nó được trở về. Và trong khi nằm với cái vết thương của sự thất bại, của sự tổn hại hay là của bệnh tật thì chúng ta mới nhìn sâu vào được trong con người của mình. Tại vì bây giờ không biết nhìn vào cái gì bây giờ. Nếu mà không thất bại thì mình sẽ tiếp tục lao theo công việc, lao theo người mình thương. Bây giờ nằm một chỗ rồi, bây giờ phải ngồi một chỗ rồi, bây giờ không có việc gì để làm nữa, thì buộc chúng ta phải quay trở về để nhìn nhận lại sự thật là cái gì đang diễn ra trong tâm hồn của mình. Thì mình thấy là một đống phiền não.
nhiều giận hờn, nhiều trách móc, nhiều đố kỵ, nhiều ghen ghét. Mà khi mình trải qua cái kinh nghiệm thất bại thảm hại đó, khi mình ngồi yên trong một khoảng thời gian lâu đó, mình mới gọi được tên những cái phiền não nó đang có mặt trong con người của mình. Chứ còn mỗi ngày mình sống vội quá, mình sống nhanh quá, cho nên mình biết có một cái gì đó nó bất ổn ở bên trong, nhưng mà không gọi được tên. Tại vì lùi lại một bước để quan sát thì mất thời gian, thì người khác sẽ qua mặt mình. Cho nên là chưa bao giờ biết lùi lại để quan sát, chỉ có sấn tới phía trước. Tôi vẫn thường hay nhắc tới cái ví dụ là khi mà một con hổ nó trúng thương thì nó quyết định ngay lập tức là phải rút lui về hang để liếm cái vết thương đó. Cho dù mất vài tuần lễ thì nó cũng làm. Cái trách nhiệm của nó đó là nằm yên một chỗ và liếm vết thương, trong cái tinh thần là yêu thương, quan tâm tới cái vết thương của mình, mà không nghĩ tới những kế hoạch, những cái dự án để săn bắt những con mồi. Nghĩa là trong suốt thời gian chữa lành vết thương á, thì con hổ không được rời khỏi hang để săn mồi. Tại vì nó săn mồi thì nó có thể chết, là tại vì nó quá yếu, có thể bị những con thú khác tấn công. Hoặc là cho dù nó có bắt được một con mồi nào đi chăng nữa, thì nó không đủ sức để tiêu hóa con mồi đó. Tại vì tất cả năng lượng dành cho vết thương hết rồi. Và nó tuân thủ nghiêm ngặt cái quy luật đó. Nó hiểu điều đó. Nó biết cơ thể nó cần cái gì để nó giúp đỡ. Chúng ta nhiều khi có rất nhiều vấn đề ở bên trong, có rất nhiều phiền não, có vết thương, thậm chí rất là sâu nặng. Nhưng mà chúng ta không làm được như con hổ, đó là dám làm một cái quyết định dừng lại tất cả mọi thứ để trở về cho chính mình. Hễ mình thấy bất ổn là phải lùi lại liền. Hôm nay mình hành xử ngang tàn bạo ngược quá, hôm nay mình có nhiều sân si quá, hôm nay mình nghi ngờ nhiều người quá, hôm nay mình phán xét, mình lên án nhiều người quá, mình cự cãi, mình va chạm nhiều người quá. Hay là hôm nay mình có một khoảng thời gian rơi vào cái sự cô đơn lạc lõng, cái sự tuyệt vọng, thì mình phải quay về xử lý liền. Đừng có lờ đi, đừng có giả bộ như là không có chuyện gì xảy ra. Đừng cố gắng đi tìm kiếm những cái điều kiện hấp dẫn để quên đi một cái thực tại rành rành, đó là mình đang bất ổn. Và giá như mình đủ can đảm như con hổ, dành ra 2-3 tuần lễ để chăm sóc vết thương của mình. Chăm sóc thật sự, nghĩa là đầu óc không có nghĩ tới dự án kế hoạch, không có toan tính gì nữa hết. Tại vì khi chúng ta toan tính, khi chúng ta suy nghĩ thì năng lượng lại tiếp tục tiêu hao, và chúng ta không đủ để yêu thương cái vết thương của mình, không đủ để quan tâm cái vết thương của mình. Thì như vậy trong tâm chúng ta nó không có ứa ra được những cái nội tiết tố. Thật ra cái chữ nội tiết tố là dành cho não bộ thôi, nhưng mà tôi muốn dùng trong hoặc kép dành cho trái tim. Tức là cái chất liệu của sự thư giãn, của sự bình an, của sự thảnh thơi, nó ứa ra và nó sẽ làm cho vết thương của bạn được chữa lành. Khi mình lỡ buông ra câu nói đó làm người kia tổn thương, hay là lỡ buông ra một cái hành động không kiểm soát được, rất là hối tiếc, thì cái hành động duy nhất của chúng ta là gì? Là đi xin lỗi người đó. Ấy vẫn còn là cao thượng. Có nhiều người là quên xin lỗi luôn, nghĩ rằng là mình có quá nhiều ân tình với người đó thì một cái hành động như vậy có đáng là bao. Dĩ nhiên người thương của mình không có tính toán với mình, họ không có hạch tội mình, nhưng mà cái sự bất mãn nó bắt đầu xảy ra. Và nếu chúng ta cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy thì họ sẽ tránh xa chúng ta. Họ tuy rất là thương chúng ta nhưng mà không thể tới gần được, không thể kết nối với chúng ta được. Mà một người mà đang có phiền não mà đi yêu thương người khác thì có thể làm cho người khác có hạnh phúc được không quý vị? Mà cái người kia đó, cái người mà được thương yêu cũng đang có phiền não nữa,
Một tâm hồn có rất nhiều rắc rến phiền não, tiếp cận với một tâm hồn đang có nhiều phiền não rắc rến, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nhưng mà ngộ ở một điều là khi người ta đang có vấn đề, người ta mới tìm tới nhau. Còn khi mà không có vấn đề, người ta rất là ổn rồi, thì người ta không có hăng hái đi tìm nhau. Có duyên thì gặp nhau, cần trao đổi, cần tiếp xúc thì gặp nhau. Còn không thì ai cũng thưởng thức cái hải đảo của mình, cái đời sống tự do của mình. Cho nên khi người đó khẩn thiết tìm tới mình là phải coi chừng, đừng có tưởng là mình có giá trị. Và kiếm chỗ đổ rác đó. Không sao, nếu mình thật sự là rác mình, cái thùng rác mình nó trống rỗng, hoặc là nó còn chỗ để chứa, thì mình cũng xin đóng vai người tử tế để đón nhận những cái rác rến kia. Nhưng mà kiểm tra lại đi, rác bên nào nhiều hơn bên nào. Cho nên nhiều khi mình cũng gồng người mình lên để mình lắng nghe người đó, mà nghe được 5 phút là nghe hết nổi. Thậm chí là người đó mới mở ra một hai câu là chịu hết nổi. Có thể là do rác rến trong lòng mình nó nhiều quá, chưa kịp lấy ra nữa, là cũng có thể là mình bị thành kiến với người đó. Ai nói thì mình không nói giận, chứ tới người đó nói là mình nói giận. Tại vì mình có nhiều cái đòi hỏi về người đó, mình có nhiều chuẩn mực cho người đó mà người đó không có đạt được. Hoặc là người đó đã từng làm mình thất vọng, đã từng làm mình tổn thương. Cho nên khi người đó mở miệng là mình bắt đầu nổi phiền não lên. Nhưng mà thông thường thì mình không có biết là mình có vấn đề, mình nghĩ là người đó có vấn đề. Tại vì mình lý luận là, ủa, sao bao nhiêu người mình không có nổi giận, mà tới người này mình lại nổi giận, thì người này phải có vấn đề chứ. Chứ phải với ai mình cũng nổi giận hết thì mình mới có vấn đề. Nhưng mà nếu bạn có một bậc thiện hữu tri thức, có một nhà hiền triết bên cạnh, hoặc là bạn có một cái chánh niệm đủ bất ngờ xuất hiện, nó sẽ nói cho bạn biết rằng là chính bạn mới có vấn đề. Bạn đang bị thành kiến, bạn đang bám víu rất là kỹ vào những cái kinh nghiệm cũ rích về những hành vi của người đó đã gửi đến cho bạn trong quá khứ. Và bây giờ bạn vẫn còn tiếp tục sử dụng những kinh nghiệm đó mà bạn không chịu update, cập nhật những cái mới nhất của người đó. Người đó bây giờ không còn là con người năm xưa nữa. Nhưng mà vết thương của bạn nó không bao giờ hiểu được như vậy. Khi bạn có phiền não, khi bạn bị vết thương chi phối, bạn sẽ nhìn mọi thứ sai lệch hết. Khi chúng ta bị phiền não chi phối, khi chúng ta bị vết thương giật dây, thì cái thấy của chúng ta về thực tại, về các đối tượng xung quanh, về sự vật sự việc đều không còn chính xác nữa. Nó thấy như là phiền não đang thấy, thấy như là vết thương đang thấy. Còn thực tại có thể rất là khác. Cho nên tôi vẫn thường khuyên các vị thiền sinh đó là, quý vị làm ơn đừng có bao giờ đưa ra nhận xét khi mà mình đang bị phiền não không chế. Nếu biết mình đang bị phiền não không chế thì đừng có đưa ra nhận xét. Còn tệ hơn nữa là phán xét hoặc là đưa ra một cái quyết định quan trọng. Đừng có bao giờ làm như vậy, trong khi cái vết thương hay là phiền não đang khống chế quý vị. Nhưng mà khổ nổi là mình không nhận được, không nhận ra được, không nhận diện được là mình đang có phiền não. Mà thường thường khi có phiền não thì mình mới muốn làm cái quyết định, tại vì tự ái. Khi mình tự ái, khi mình nổi cơn lên thì mình mới muốn làm cái quyết định. Còn khi mà bình ổn, khi mà phiền não nó lắng dịu xuống thì mình đâu có muốn làm cái quyết định gì động trời đâu. Từ từ sẽ tìm ra cách giải quyết. Khi mình bị phiền não khống chế, mình muốn loại trừ người đó. Mình muốn tránh né người đó. Mình muốn trừng phạt người đó. Còn khi mình không bị phiền não khống chế, thì mình muốn tiếp cận, muốn giúp đỡ, muốn sẻ chia với người đó.
Cho nên ít nhất là quý vị ý thức được một điều là mình đang có phiền não hay không. Hãy kiểm tra nhiều lần xem mình có phiền não hay không. Thì mình mới tin vào cái thấy của mình, rồi mới đưa ra nhận xét hay là quyết định. Còn nếu thấy mình có phiền não thì hãy tìm cách xử lý nó đi. Tại vì nếu bạn không xử lý đó thì nó sẽ xử lý bạn. Nó sẽ thao túng bạn và nó đưa ra những cái hành vi mà bạn sẽ ăn năn sau này, hối tiếc sau này. Vậy thì một người mà gọi là người có hiểu biết, một người trí thức ấy, là khi mà có phiền não là người ta đi tìm cách xử lý cái phiền não đó, chứ không để nó lây lan. Nó giống như là một cái thứ chất độc mà nó sẽ tràn lan, ảnh hưởng tới những người xung quanh, nhất là những người thân yêu. Bạn thử tưởng tượng là người thân của bạn á, khi mà họ đang bị phiền não khống chế như vậy đó, họ xách gói họ đi ngồi thiền, họ không tiếp tục tranh cãi với mình nữa, hoặc là họ bước ra ngoài để họ đi thiền hành, thậm chí là họ ý thức cái tình trạng của họ quá nặng nề, họ xin đi dự một cái khóa thiền 3 ngày hay là 7 ngày. Cái điều đó nó sẽ khiến mình suy nghĩ như thế nào? Rất là cảm phục. Là cái người đó, họ vẫn còn sự tử tế. Là họ biết cách quản chế những cái năng lượng tiêu cực của mình. Và đồng thời họ cũng không muốn làm tổn hại mình hay là những người thân yêu của họ. Ít nhất là như vậy. Dù là sau khi ngồi thiền, đi thiền hành hay là giữ khóa thiền xong thì phiền não nó có giải quyết được bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà người đó có ý thức quay về để chịu trách nhiệm cho những cái năng lượng tiêu cực của mình. Sống với một người như vậy, quý vị nghĩ mình có an tâm không? Rất là an tâm. Thì mình cũng vậy. Khi mà mình có phiền não mà mình ý thức để xử lý nó, không để nó tràn lấp ra ngoài bằng lời nói và hành động, thì người thương mình cũng rất là cảm kích mình, thấy mình thật sự là tôn trọng họ. Mình có thể nói cho người thương mình biết là mình đang bị phiền não, ghi ra một miếng giấy nhỏ là: anh ơi, em đang có phiền não, I need your help, tôi cần anh giúp đỡ. Khi mình nói được câu đó là mình đã bớt tự ái rồi, và mình có ý thức quay về để chăm sóc vết thương của mình. Và người thương của mình khi mà đọc những cái dòng chữ đó chắc chắn là sẽ rất là cảm kích mình và rất là muốn giúp đỡ. Thì giúp đỡ bằng cách nào? Là đừng có tiếp tục tưới vào cái vết thương của mình, kích động vào cái vết thương của mình nữa. Đừng nhắc lại chuyện đó nữa, hoặc là đừng có buông ra những cái câu nói, những hành động nghi ngờ nữa, hay là dò xét nữa. Điều đó có thể làm mình không kiềm chế được. Mình nói rõ ra luôn là giúp bằng cách nào. Hoặc là: anh cứ để mặc em trong vòng vài giờ đồng hồ, một ngày, đừng có nói gì tới em. Trong khoảng thời gian đó em sẽ đi ngồi thiền, em sẽ đi thiền hành, em sẽ tìm cách để trở về chăm sóc vết thương của mình. Khi nào mà em định tĩnh trở lại thì em xin gặp anh trở lại. Thì người thương của mình rất là yên tâm. Chứ mình đừng có bỗng dưng tắt điện thoại vào phòng, khóa cửa kín mít trong đó. Thì người đó rất là sợ, không biết mình làm cái gì ở trong đó. Và cái này cũng có thể xảy ra giữa liên hệ mẹ con, cha con. Khi mà người mẹ cảm thấy rằng là phiền não đang khống chế mình bắt đầu là nổi cơn tâm bành lục tặc lên, bắt đầu là sân si nổi lên, thì đừng có nói gì với con nữa. Mẹ cũng có thể nói với con rằng là mẹ đang bị phiền não khống chế. Cho nên những cái lời nhận xét của mẹ trong lúc này có thể sẽ không chính xác. Mẹ sẽ nói chuyện con vào một lúc khác. Thì con mình sẽ rất là tôn trọng mình. Vậy thì cái điều kiện đầu tiên để bạn có thể thoát ra khỏi cái sự kìm kẹp, phong tỏa, xiềng xích của phiền não là bạn phải tỉnh táo hay là tỉnh thức để phát hiện hắn kịp thời. Bước kế tiếp, đó là bạn phải học một cái nghệ thuật là lùi lại một bước để quan sát.
thay vì đồng nhất với nó. Hồi trước giờ là hãy nghĩ tới đâu là nói tới đó, là hành động tới đó. Hãy cảm xúc nào trào lên thì mình đi theo cảm xúc đó cho nó thỏa mãn. Còn bây giờ mình học một cái nghệ thuật mới là lùi lại một bước để quan sát. Thì thật ra là mình có khả năng quan sát rất là tốt, nhưng mà từ rất lâu rồi mình đã không có mài giũa nó. Khi bạn đến một cái khóa thiền, người ta sẽ dạy bạn học cách quan sát trở lại những cái thực tại đang có mặt xung quanh bạn. Thí dụ như bạn rất là rảnh để đứng quan sát một cái đóa hoa sen nở chồm trên mặt nước, bạn rất là rảnh để có thời gian mà nghe được tiếng chim hót, và bạn có nhiều thời gian để quan sát những cái đối tượng đang xuất hiện xung quanh bạn. Và điều đặc biệt là họ dạy bạn học cách quan sát cái tâm phản ứng của bạn lên những đối tượng đó. Quan tâm tới điều này không? Là mình phản ứng như thế nào lên cái đối tượng mà mình đang tiếp xúc. Thí dụ trong cái cuộc điện thoại này, tại sao mình có một thái độ khinh lờn, không muốn nghe, không tập trung nghe, vừa nghe vừa làm công việc khác? Tại vì đối tượng này không quan trọng. Nhận thức của mình cho rằng không quan trọng, không mang lại lợi nhuận tức thì. Mẹ là quan trọng chứ, cha là quan trọng chứ, nhưng mà không phải là sự chờ đợi của mình trong giây phút này. Không phải là người mang lại lợi nhuận, ít nhất là những cảm xúc thỏa mãn cho mình. Cho nên là mình đã có một thái độ hờ hững, vô tâm trên cái cuộc điện thoại đó. Thì đó là thái độ của chúng ta đó, và đó cũng là sản phẩm của chúng ta đó. Chúng ta đang tạo ra một thứ sản phẩm khó nhìn, khó coi, khó ưa, nhưng mà nó vẫn là product, là sản phẩm của chúng ta. Và khi bạn hành thiền, bạn thấy được cái đó. Bạn thấy sâu trong tâm bạn có một thứ phản ứng bước ra, và bạn học cách để nhìn sâu vào trong tận cùng con người của mình. Một mặt là bạn vừa quan sát được các đối tượng xung quanh, một mặt là bạn vừa quan sát được thái độ phản ứng của mình lên các đối tượng. Và đó chính là cái phương pháp rất là hữu hiệu để giúp bạn đạt một cái trình độ là quan sát được phiền não của mình mỗi lúc mỗi nơi. Tại vì phiền não nó chui vào trong cái thái độ của bạn. Thường bao giờ chúng ta cũng có thái độ trong mỗi hành vi hết các bạn. Chúng ta có biết hay không thôi. Thì nó chia thành hai nhóm. Một cái nhóm đó là thái độ ưa thích, like, đưa ngón tay lên phải không? Còn một nhóm là dislike, đưa ngón tay xuống. Thái độ đó, cái đó gọi là thái độ của chúng ta. Thì đối với những thứ mà bạn đưa ngón tay lên là bạn thích, like, thì bạn sẽ có một số phản ứng tâm lý để phục vụ cho cái thích của bạn. Như là phấn khích, như là ca tụng, như là hân hoan, như là đứng về thành một phe, như là muốn sở hữu, như là muốn giữ gìn, như là nhớ thương, như là tơ tưởng, như là quấn chặt vào. Một số tâm lý đó. Cái nhóm mà đưa ngón tay xuống là cái nhóm dislike, không thích đó, thì chắc các bạn biết rồi, là ném đá, là mắng chửi, là lên án, là buộc tội, là phê bình, là chỉ trích, là bôi nhọ, là muốn né tránh, là muốn loại trừ và muốn tiêu diệt. Đó, nó có hai nhóm, cơ bản là có hai nhóm. Cái nhóm mà chúng ta gọi là thích á, like, là cái nhóm nó phát triển tâm tham, desire. Còn cái nhóm mà không thích là phát triển tâm sân, là hatred, là muốn loại trừ. Và mỗi ngày như vậy chúng ta vun đắp cho hai cái tâm đó. Hai cái tâm đó lớn mạnh mỗi ngày, tham và sân. Nghĩa là chúng ta sống chung với phiền não mà chúng ta không biết. Cái nhóm mà bạn phản ứng loại trừ, tiêu diệt, tấn công, hủy phạm, tiêu diệt thì dễ nhận ra lắm. Biết đó là những cái defilements, những cái phiền não. Còn cái nhóm bên này nè, ít ai hiểu nó là phiền não lắm. Yêu thích, nâng niu, giữ gìn, chiều chuộng, nhớ nhung, quấn chặt vào. Tất cả những cái đó ít ai hiểu nó là phiền não, nhưng nó vẫn là phiền não. Vì phiền não là gì? Là cái thứ gì đó khiến bạn mất hết sự tự do.
là cái thứ gì đó nó làm cho bạn không thể thông dong tự tại được. Nó là cái thứ gì đó làm cho bạn không thể có mặt trọn vẹn trong giờ phút hiện tại để thưởng thức được những giá trị màu nhiệm của đất trời đã ban tặng. Đó là cái thứ gì đó để bạn không thể mời lên được những giá trị tinh anh cốt lõi trong con người của bạn ra được. Nó khống chế hoàn toàn. Mà đó là ai? Nó là bản năng của chúng ta. Và chúng ta đã nuôi sống nó mỗi ngày. Vậy thì khi chúng ta học được một cái nghệ thuật lùi lại để quan sát nó, nghĩa là chúng ta không tiếp tục cung cấp thức ăn cho phiền não. Nó đau đớn, nó lồn lộn, nó vật vã, nó đòi. Chúng ta phải làm theo nó như là mọi lần chúng ta đã nghe lời. Nhưng mà lần này nhất định không nghe lời. Nhìn thử xem, nó muốn gì? Cường độ nó mạnh yếu như thế nào? Nhưng mà để làm được điều này đó, không phải dễ đâu quý vị. Thường là mình nhìn vào nó là nó nuốt mình luôn. Mình dám nhìn vào cơn giận không? Giận hơn nữa đó. Mình dám nhìn vào nỗi sợ hãi không? Sợ hãi hơn nữa đó. Cho nên bạn phải nhìn vào nó với một tâm thế đặc biệt. Đó là bạn phải có sẵn một cái năng lực tỉnh thức để nhìn vào. Trước khi muốn nhìn vào, bạn phải hành thiền trước. Bạn phải đi ngồi thiền, bạn phải đi thiền hành. Bạn phải luyện tập làm sao để cái tâm bạn nó đủ yên ổn, đủ vững vàng. Thì bạn nhìn vào nó, thì nó mới cho bạn nhìn. Thường thì phiền não nó mạnh lắm. Bản chất của nó là thể nhìn vào đó là nó cấu xé bạn liền ngay lập tức. Nhưng mà bạn đã chuẩn bị sẵn một cái năng lực mạnh tương đương với phiền não hoặc là lớn hơn nữa để nhìn vào. Nhìn mà không làm gì cả. Nhìn mà không phán xét. Nhìn mà không phản ứng. Ở trong truyền thống Phật giáo hay xài những cái từ như là đoạn trừ phiền não, tiêu diệt phiền não, phá vỡ phiền não. Những cái từ đó nghe rất là kinh khủng, giống như là có một cuộc chiến diễn ra, một bên thắng, một bên thua. Nhưng mà đó chỉ là một cách diễn đạt thôi. Còn thật sự đi vào trong cái quá trình chuyển hóa đó, đặc biệt là ở bên thiền, thì không có xài những cái từ ngữ đó. Và hoàn toàn là không có những cái thái độ đó. Thái độ muốn diệt trừ những cái phiền não. Mà nó chỉ có thái độ là gì? Nhận diện, quan sát với tất cả lòng yêu thương, với tất cả tâm từ đối với phiền não của mình. Chỉ cần nhận diện và quan sát, nếu mà bạn luyện được một cái kỹ năng là quan sát liên tục suốt tiết trình khi phiền não bắt đầu sinh ra, tồn tại và biến đi đó, mà làm được vài chục lần, vài trăm lần liên tục như vậy, thì cái phiền não nó sẽ yếu ớt và tan biến đi. Thực ra phiền não nó là sản phẩm của một cái cơ chế năm uẩn sắc thọ tưởng hành và thức trong con người chúng ta vận hành sai lệch. Và khi bạn bỏ vào cái chất liệu của sự tỉnh thức ấy, bằng cách là thường trực quan sát nó, thì cơ chế năm uẩn đó được vận hành đúng trở lại. Chứ cũng chẳng có gì là tu luyện cả. Mà thật ra là chúng ta đang phát triển, chúng ta đang khơi dậy và phát triển trở lại một năng lực đặc biệt vốn có của con người, đó là sự tỉnh thức. Thông qua năng lực tỉnh thức, chúng ta dùng nó để rọi chiếu vào những năng lượng phiền não của mình, thì cái cơ chế năm uẩn đó bắt đầu thay đổi và phiền não không sản sinh ra được nữa. Cho nên Đức Phật nói đâu có gì là chính đâu. Con người mình vốn là như vậy mà. Vốn là không có phiền não, vốn là thanh tịnh. Nhưng mà chúng ta không biết giữ gìn. Chúng ta cũng không nhớ mình đã từng là một con người như vậy. Cho nên chúng ta đang là một con người có nhiều phiền não. Nhưng quý vị làm ơn nhớ giùm là cái phiền não đó nó chỉ là một phần đang đè lên một cái tổng thể tuyệt vời của quý vị. Một con người không có phiền não nằm ở bên dưới. Và trách nhiệm của chúng ta là lấy phiền não đó ra. Giống như là chúng ta phải vén được những cái án mây mù qua một bên để cho vầng trăng tỏ ra. Có một bài thơ của thiền sư Viên Thức ghi là: bên bờ suối vô vi, trăng lên chờ ta đó, ngàn xưa từ ngàn xưa, trăng vẫn chưa hề lặng. Ta đi vào viễn xứ, trăng đưa lối ta về. Trùng dương muôn bến mộng, nhưng ta vẫn còn mê. Trăng huyền không mở hội, hương lan ngát bên đồi. Tức là cái con người tuyệt vời, con người dễ thương,
nó vẫn còn đó cho chúng ta, được ví như là một vầng trăng. Trăng ngàn xưa vẫn còn chờ đợi chúng ta, nhưng mà chúng ta đi vào viễn xứ, tức là chúng ta rời khỏi con người mình quá lâu, cho nên chúng ta quên mất là mình có một cái vầng trăng tỉnh thức thuần khiết ở bên trong, nhưng mà vầng trăng vẫn chờ đợi đó, trăng đưa lối ta trở về. Trùng dương muôn bến mộng, nhưng mà cho nên là ta vẫn còn mê. Không sao, trăng vẫn chờ đợi, trăng huyền không mở hội, hương lan ngát bên đồi. Và cái bài hát đó, cái bài thơ đó gọi là bài tao ngộ, tức là trong một cái đêm tĩnh mịch, ta được trở về với chính mình, tìm thấy được cái con người tuyệt vời của mình. Tao ngộ, gặp lại con người năm xưa. Ê, đi đâu hổm rồi không thấy. Trong bài hát Phôi Pha, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói là có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa. Nếu mà mình không có hiểu ý bài thơ này, mình tưởng là chắc nửa đêm có bóng ma nào xuất hiện ở trong căn nhà của anh Sơn, hoặc là một bóng hồng nào đó chui hàng rào đi vào. Nhưng mà Sơn muốn nói là Sơn đã gặp lại cái con người tử tế năm xưa của mình, một con người mà lúc nào cũng nghĩ đến cái quyền lợi cho người khác, cho cộng đồng, chứ không phải là một con người đang có sân si như bây giờ. Và trong một cái đêm tĩnh mịch, có nhiều khi, sometimes thôi chứ không phải là always, thỉnh thoảng, đôi lúc, hay làm sao đó, mà trong một cái đêm tĩnh lặng, từ vườn khuya, nửa khuya, bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tức là con người đó nó rất là thanh thoát, rất là an nhiên, rất là tự tại. Khi bạn biết điều đó, bạn nhớ điều đó, thì bạn sẽ đủ niềm tin để làm một cái quyết định đối diện thẳng với phiền não của mình, để lấy cái án mây mù kia ra. Còn nếu giờ này bạn vẫn còn đồng nhất mình với cái vết thương của mình nghĩ mình là như vậy đó, giờ phút này mà mình vẫn còn đồng nhất mình với những cái yếu kém, những cái giới hạn, những cái phiền não của mình, mà không thấy được sâu thẳm bên dưới là một con người tuyệt vời, thì cái hành trình mà gội rửa, hành trình tu tập, hành trình chuyển hóa nó ngắn kinh khủng. Mà khi mà bạn hành thiền á, ít nhất cũng có vài phút giây bạn chạm được con người thần thánh của mình, con người tuyệt vời của mình, dù chỉ là đôi phút. Sau đôi phút đó, chúng ta có thể là dạ xoa, là la sát trở lại. Nhưng mà biết là mình có cái chất thần thánh ở bên trong, thì mình mới đủ cái gọi là cái motivation, một cái động cơ mạnh để bước lên tiến trình tu tập chuyển hóa. Cho nên cái cuộc cái hành trình tu tập của mình nó vui, nó hạnh phúc, là tại vì có lúc thì đúng là mình thấy mình dở tệ, nhưng mà có lúc mình thấy mình rất là tuyệt vời. Tôi vẫn thường hay nói là cái niềm tự tin của con người hầu hết trong cái xã hội bây giờ, nó không phải là cái niềm tự tin đích thực. Là khi bạn dễ thương, khi bạn tốt bụng, người ta ca tụng bạn, người ta yêu thích bạn, bạn có tự tin. Khi bạn có talent, bạn có tài năng, bạn thể hiện được điều này, điều nọ, bạn làm được điều kia, thì người ta kính trọng, nể phục bạn, bạn có thêm tự tin. Phải không? Vậy thì cái niềm tự tin của chúng ta hầu hết là dựa trên niềm tin của người khác dành cho chúng ta. Là tại vì khi chúng ta làm một cái phép thử, khi chúng ta không còn dễ thương nữa, khi người đó không còn thương chúng ta nữa, cụ thể là khi người đó đá một phát bỏ đi, là mất hẳn niềm tự tin. Thường những người mà rời hôn nhân là sụp hẳn niềm tin vào bản thân. Kể cả người đó là kẻ phản bội đi tìm người thứ ba, thì sâu thẳm trong họ cũng mất trắng niềm tự tin. Và đó là mảnh đất màu mỡ cho trầm cảm ra đời.
Và khi mà bạn không còn làm tốt công việc của bạn nữa, bạn bị chê, bạn bị phê bình, bạn bị phủ nhận những cái nỗ lực của bạn, là mất luôn niềm tự tin. Cho nên niềm tự tin đó không phải là tự tin dựa trên niềm tin người khác dành cho chúng ta, mà sao gọi là tự tin được. Và thậm chí có người là xách cái bóp đẹp cũng tự tin, mang đôi guốc cao cũng tự tin, xài cái dầu gì sức lên nó thơm đó cũng tự tin. Quảng cáo nó làm cho chúng ta tự tin mà, phải không? Nhưng mà tự tin giỡn là tại vì khi những cái điều kiện thuận lợi bên ngoài biến đổi thì niềm tự tin cũng sụp đổ luôn. Tôi nghĩ niềm tự tin đích thực là khi chúng ta vượt thoát khỏi những cái giới hạn, những cái yếu kém, những cái phiền não của mình. Khi bạn muốn điều đó, bạn biết là không cần thiết bạn dừng lại được, bạn có được sự tự tin, có được sức mạnh. Khi bạn muốn lên án, muốn buộc tội một cái người đáng để bạn làm điều đó, nhưng mà bạn đã không làm, bạn có sức mạnh bên trong, bạn có thêm tự tin. Khi bạn sắp xếp cuộc đời của bạn theo ý của bạn, không sợ một cái gì hết, không sợ thất bại, không sợ cười chê, không sợ bị công kích gì hết, bạn làm mọi thứ trên cái sự tỉnh táo và tinh thần chịu trách nhiệm của bạn, là bạn có được sự tự tin. Nói một cách khác, một người có niềm tự tin là một người không có sợ hãi. Còn nếu chúng ta nói chúng ta có tự tin mà chúng ta lúc nào cũng sợ, sợ người khác phê bình, sợ người khác lên án, sợ thất bại, sợ thua cuộc, sợ bị người kia làm khổ, nghĩa là chúng ta vẫn chưa có niềm tự tin. Mà khi chưa có niềm tự tin, nghĩa là chúng ta sẵn sàng thỏa hiệp với phiền não, sẵn sàng để cho phiền não bước vào chiếm cứ cuộc đời của chúng ta. Nói một cách khác là để có được niềm tự tin thì chúng ta phải thường trực quay trở về, chăm sóc bản thân mình. Chăm sóc không phải là làm đẹp, chăm sóc không phải là đi làm đẹp, chăm sóc không phải là đi shopping, chăm sóc không phải là tự thưởng mình những cái chuyến du lịch ở nơi xa xôi hấp dẫn nào đó. Chăm sóc mình có nghĩa là thường trực có mặt với chính mình, quan sát với chính mình, hiểu hết những diễn biến tâm lý nó đang diễn ra, mặc dù là có những lúc mình không có hoàn toàn chế phục được phiền não, nhưng mà mình biết hết, mình thấy hết, mình cảm nhận được hết. Dù thất bại, dù chưa có kiềm chế được cơn giận hay là một nỗi sợ hãi, thì đó vẫn là sự thành công. Thành công là đã quay về được rồi, thấy rồi, biết rồi, quan sát được rồi, chỉ cần thời gian là chiến thắng. Hơn hẳn bao nhiêu người không quay về được, vẫn còn rượt đuổi theo đối tượng để đổ thừa, để hơn thua, vẫn còn phóng tâm ra bên ngoài để tìm kiếm cái gì đó để lấp đầy cái nỗi cô đơn hay là nỗi khổ niềm đau của mình, thoa dịu nỗi khổ niềm đau của mình. Bạn đã quay trở về được rồi, quay vào bên trong, đã vào được trong căn nhà của mình rồi, mặc dầu là nhà dột cột siêu đó, nhưng mà đã về tới nơi rồi. Yên tâm, sẽ tu chỉnh lại, đã trở về với khu vườn nhà mình rồi, đã chịu ở yên trong đó rồi, không có muốn bôn ba rong ruổi tìm cầu cái gì nữa, thì từ từ sẽ dọn dẹp rác rến, hay là nhổ cỏ rồi cắt bỏ những dây mơ rễ má, để dồn năng lượng, dồn hết phân bón cho những cái hạt giống tốt lành ở trong tâm. Những cây nào mà nó có thể cho ra hoa ra trái thì mình sẽ tập trung để phát triển nó. Và trong một cái liên hệ tình cảm, quý vị nghĩ xem, nếu mỗi người tự làm chủ bản thân mình, tự quản lý được những cái rác rến phiền não của mình, thì cái cơ hội mà làm khổ nhau rất là ít, rất là ít. Mà quý vị nên nhớ ha, cái phiền não nó còn là tâm mong cầu của mình, mà thật ra tâm mong cầu là chính đó. Tâm mong cầu là cái tâm chính của phiền não đó quý vị. Tại vì mong cầu không được thì sẽ nổi sân, tham không được thì sẽ sân. Cho nên
Mong cầu là khởi điểm của mọi phiền não. Dĩ nhiên chúng ta là một con người thì chúng ta cũng phải mong cầu. Nhưng mà khi chúng ta tỉnh thức thì chúng ta mong cầu theo kiểu khác. Một là loại bỏ những mong cầu không cần thiết. Tức là bạn nhận diện đây là một sự mong cầu. Có cần thiết không? Không, bỏ liền. Rất là giỏi. Và một người tỉnh thức thì biết đưa ra cái mong cầu nhưng mà thấy không phù hợp, thu lại liền. Mẹ muốn con như vậy đó, mặc dầu là chính đáng nhưng mà con mình đã kiệt sức rồi. Người thương mình kiệt sức rồi, làm sao thực hiện được, cho họ một tuần lễ đi, được không? Được, thu lại. Chứ không phải nhất thiết phải làm liền cho mình thì mình mới hả dạ hài lòng, phải không? Tức là bạn là người tỉnh thức, khi bạn đưa cái muốn ra là phiền não nó chạy theo đó, nó chạy theo. Nó bắt đầu xiềng xích bạn rồi đó, bắt đầu mất tự do rồi đó. Hôm trước tôi có kể quý vị câu chuyện của bà Sufi. Cái bà Rabia của dòng phái Sufi Hồi giáo Mật Tông. Thì một buổi chiều chạng vạng bạn đi ra ngoài đường bà tìm kiếm cái gì đó. Thì cái nhóm người gần đó mới hỏi nè, bà ơi bà tìm kiếm cái gì vậy? Trời tối rồi mà. Thì bà Rabia mới nói là tôi tìm cái kim. Thì nhóm người đó mới nói là bà có nhớ là bà rớt cái kim ở đoạn đường nào không? Bây giờ trời thì đã tối, cái kim thì nó nhỏ xíu, đường thì nó mênh mông, biết chỗ nào đâu mà tìm. Thì bà ráp bây giờ bà mới phủi tay bà nói, thôi quý vị đừng có hỏi kỹ như vậy, tại vì thật ra rất là khó nói. Cái kim của tôi nó rớt trong cái liều á. Thì trong đó có một người mới, trong nhóm đó mới nói là tôi nghĩ là bà chắc không có bình thường. Ủa tại sao cái kim ở trong liều mà bà ra ngoài này bà tìm? Thì bà Rabia bà cũng trả lời, bà nói thật ra tôi lý luận một cách logic thôi, là chỗ nào tìm được là tìm, chỗ nào có ánh sáng là mình cứ ra đó tìm, bất kể đó rớt ở đâu. Thì những người đó lắc đầu bỏ đi. Bà Rabia mới kêu nhóm người đó lại, bà khai thị, bà nói quý vị cũng đi tìm sự bình an phải không, mà bình an ở đâu bên ngoài mà tìm, mà cầu nguyện, mà chờ đợi, mà hy vọng. Ai làm cho quý vị bình an? Tại vì cái bất an nó rớt, nó xảy ra ở bên trong quý vị á. Từ cái lúc tâm mong cầu xuất hiện là bất an nó đã xuất hiện. Cái kim nó rớt từ chỗ đó. Cho nên nếu có thể thu cái muốn lại là bạn đã tìm được cái kim của mình rồi. Mà biết cái muốn ở đâu mà thu lại. Quá trời muốn luôn mà. Nếu cái muốn đó không làm quý vị khổ lụy, muốn mà như không muốn, nghĩa là mình muốn tốt cho người đó nhưng mà chưa được thì thôi thu lại, không sao, lúc khác muốn tiếp. Hãy đặt cái muốn xuống mà vẫn thảnh thơi, nhẹ nhàng, vẫn an nhiên thì cứ tha hồ muốn. Còn nếu mà đặt cái muốn xuống là thấy bất an, hồi hộp, không biết người đó có thực hiện không, không biết có làm được không, thì cái muốn đó là cái thứ phá vỡ cái sự bình yên ở trong lòng của chúng ta. Dĩ nhiên là quý vị vẫn có thể muốn được, nhưng mà không phải lúc nào cũng muốn. Vậy cái lúc mình không muốn mình làm cái gì? Trạng thái không muốn ra sao? Chắc quý vị không cảm thụ được trạng thái không muốn là như thế nào. Là trạng thái của niết bàn, trạng thái của tịch diệt, trạng thái của không phiền não. Tại vì hễ không có muốn là không có phiền não. Kể cả mình muốn người đó thương mình thêm không có gì sai hết. Và người đó đủ sức để thương mình, người đó không có kiệt sức, người đó còn ngon lành. Nhưng mà mình biết rằng hễ mình tiếp tục nuông chiều theo cái muốn của mình thì cái sự nghiện ngập sẽ xảy ra. Nghiện ngập có nghĩa là sao? Đầu óc lúc nào cũng nhớ tới nó hết, chứ không tập trung vào công việc được, không kết nối với sự sống được. Thì nuốt nước miếng vào trong một cái ực, thôi cho cái muốn nó rớt xuống đi, để giữ phong độ ngày mai đi làm, để giữ phong độ để đi ngồi thiền, để giữ tâm tĩnh lặng. Phải nhịn nhục nữa đó, đáng được hưởng mà còn không hưởng thì mới có thể đứng vững được trong cuộc đời này quý vị. Còn cái gì mình cũng muốn hết, ai muốn như thế nào mình sẽ muốn như thế đó, thì mình sẽ tự làm khổ cuộc đời mình. Phiền não nó đến từ nơi đó. Muốn dọn dẹp phiền não thì phải dọn từ chỗ đó, dọn từ ở bên trong chứ không phải là ở bên ngoài.
Cho nên cái điều cuối cùng mà tôi xin nhắc nhở quý vị là dù mình tu chưa có giỏi, còn nhiều phiền não sân si, nhưng mà không sao. Điều quan trọng là đừng có rượt đuổi nữa, đừng có tấn công, đừng có trả đũa nữa. Đừng có đổ thừa nữa. Mà nếu có lỡ đổ thừa cũng không sao, là nhận diện kịp thời, à mình mới vừa đổ thừa người ấy, và tiếp tục quan sát cái tâm đổ thừa đó, để rồi mình sẽ có lời xin lỗi, để rồi mình rút lại những cái đòi hỏi, những cái áp lực của mình. Một thiền sinh mà một cái người mà thật sự bước vào con đường tu tập tỉnh thức thì họ vẫn còn phiền não, nhưng mà họ biết được họ đang có phiền não, mà không phải biết để đó rồi lại lao theo đối tượng. Họ dành trọn thời gian để quan sát những cái phiền não của mình. Ít nhất là họ ý thức được một điều là mình tu chưa giỏi, phiền não của mình còn, cho nên mình mới nghĩ như vậy, mình mới hành xử như vậy. Để làm chi? Để mình có một niềm tin sâu sắc rằng khi nào mình tu tập giỏi thì mình sẽ hành xử theo cách khác. Thí dụ bản thân tôi, có những người quá khó chịu, họ tấn công mình, họ làm đủ kiểu để xúc phạm mình, mà tôi chưa tha thứ được, thì tôi hứa với lòng là tại thời điểm này chưa tha thứ được, nhưng mà không có phản công, không có đáp trả, im lặng tuyệt đối. Và có thể là sau cái giờ công phu này, tôi tin rằng cái tâm tôi sẽ thay đổi. Hoặc là tệ lắm là sau một ngày, tại vì cái luật của người xuất gia là không có giận quá một ngày, cho nên mình phải tranh thủ giận nửa ngày. Và phải tìm cách giải quyết liền, tại vì khi mà nó đè trong trong tâm mình rồi thì không có làm ăn gì được hết, không có viết sách được, không có giảng dạy được, không có tiếp xúc với sự sống được. Cho nên là phải, nếu mà sắp xếp được là sắp xếp liền để đi ngồi thiền, đi thiền hành, chứ không có đánh giá thấp đó, để rồi mình để cái cục phiền não nó cứ lởn vởn trong tâm mình, rồi mình cứ vẫn đối thoại, vẫn tiếp xúc, rồi phải tranh đấu với sự sống, nhưng mà tất cả những sản phẩm mình làm ra đều có dáng dấp của phiền não hết, mà mình đâu có muốn mình đem vào tâm thức người thương mình bởi những sản phẩm có phiền não được. Cho nên nhận diện, ôm ấp, xử lý phiền não, đó là trách nhiệm của mỗi người, mà đó là hành động tử tế của một con người. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Giờ quý vị có thể đặt câu hỏi. Xin bạch thầy, và con kính xin chào các quý vị trong đạo tràng. Con là Pháp Danh Tâm Thành, 60 tuổi. Con cũng mới biết được, mặc dù là con quy y từ nhỏ, nhưng mà con mới biết Phật Pháp mới đây khoảng 2 năm. Nên cũng cơ duyên là con có qua Ấn Độ, về con phát tâm ăn chay, và con có đi tu tập ở chùa An Lạc. Thì hồi chưa biết Phật Pháp thì con hiếp chồng lắm thầy. Tại vì cái tính con nóng quá thầy. Nhiều khi ông xã thì ông lại thương, thì cái làm cho mình, nếu mà nói ngọt thì là mình lại thích, còn nếu mà không ngọt cái con giận là con sẽ nói lại thầy. Mà nhưng mà có những lúc con nói cũng không tử tế lắm. Thì bây giờ con đã qua những cái bài giảng của thầy á, con cũng lấy cái đó mà áp dụng cho đời sống hàng ngày của con á, như cái hành trang mà của thầy giảng đó. Thầy giảng thì theo con, cái suy nghĩ của con thì thấy thầy giảng là êm dịu, rồi nhẹ nhàng và sâu sắc, cho nên con rất là thích. Hôm nay là lần đầu tiên á, con mới biết được thầy ở đây á. Con có đến tu tập ở đây rồi nhưng mà con không biết thầy. Con biết được thầy con mừng lắm. Cho nên là bây giờ thì cái ngoài mà con đã làm sai với chồng của thầy thì con rất là sợ. Con sợ tội lắm. Cho nên là bây giờ cái lời nói của con hôm nay đó thì con chưa có xin lỗi chồng con đâu. Tại vì con có nghe là những thầy nói là mình làm sai với những ai đó thì mình phải là cố gắng là trực tiếp để xin lỗi thì nó hay hơn.
Thì con cũng mong rằng là hôm nay con có cái ý kiến này đó, nhờ thầy giải đáp giùm đó, thì là cho gia đình con biết được là cái tội của con, chứ con chưa dám đồng ý để xin lỗi. Và con có mỗi ngày thì con có lên bàn Phật á, thì khi con biết được rồi đó thì con có lên bàn Phật, là con xin Phật là áp dụng theo những câu mà sám hối hồng danh của chùa mà dạy con đó, thì con đọc bốn câu đó xong rồi con nói tội lỗi của con, rồi con xin Phật là cho con tâm được thanh tịnh, rồi con bỏ những cái làm sai của con để con xin chùa mà con không dám tiếp tục nữa. Dạ cũng cũng xin thầy là hoan hỷ cho con, là con lạy mỗi 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 ngày đó là khoảng 40 lạy thôi, chứ còn lạy theo hồng danh mà 108 lạy thì con không lạy nổi. Cho nên là đó có phải là đúng cái phương pháp sám hối không thầy, hay là Dạ, chưa đúng thầy? cảm ơn cô. Dạ con cảm ơn thầy. Chắc là chú ở nhà mà nghe cô nói như vậy chắc là rất là ấm phổi. Ở trong một vài cái văn bản của truyền thống Phật giáo Đại Thừa có một cái câu đó là bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm, rồi sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong. Thật ra đây là bốn cái câu thơ được dịch bởi thiền sư Lặng Mai, từ cái bản gốc đó là tội tùng tâm khởi tương tâm sám, tâm tội tâm nhược diệt thời tội diệt vong, tội tiêu tâm diệt lưỡng câu không thì tắc chân vi chân sám hối. Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm, rất là dễ hiểu. Thì từ nãy giờ bài pháp thoại mình cũng thấy là cái nguồn gốc thì gây ra những khổ đau là những do những cái sự vận hành sai lệch ở trong tâm nó phát ra, và cái cách để mình có thể chữa lành những cái vết thương của mình hay là sửa đổi những cái cố tật của mình đó thì cũng phải quay về tâm, quay về cái nơi nào nó xuất phát để mà điều chỉnh, để mà tu luyện, chứ không phải là ở bên ngoài. Thì hình tượng Bồ Tát hay là Phật là một cái điểm tựa tinh thần để mình tập trung vào đó, để mình có một cái cơ hội mình đối thoại, để mình được trải lòng, để mình được tâm sự. Nhưng mà đó chỉ là cái biện pháp hỗ trợ thôi. Cái biện pháp chính á, là mình có một cái chính sách, một cái kế hoạch nào cụ thể để thay đổi những cái phản ứng ở bên trong hay không. Mình không thể xin Bồ Tát giúp mình là đừng có nói nữa, đừng nói là ở bên trong Bồ Tát không có đưa tay vào trong để mà sửa được, mà mình có thể dùng cái năng lực tỉnh thức để đi vào bên trong được, để mà sửa chỉnh được. Và dĩ nhiên những cái gì mà chúng ta đã tạo tác rồi đó thì nó không có mất. Những cái lời nói, hành động không dễ thương thì nó không có mất. Thì cái bây giờ đó chúng ta không thể ngồi đó để trách móc bản thân, để làm khổ bản thân nữa. Tại vì nếu chúng ta làm như vậy thì lại tiếp tục tạo ra những năng lượng xấu nữa. Thì thay vào đó chúng ta nên cố gắng tạo ra thật nhiều năng lượng lành, năng lượng tốt. Hồi đó làm khổ chú nhiêu, giờ làm chú hạnh phúc bấy nhiêu. Hồi đó đem tới những năng lượng độc hại thì bây giờ đem tới những năng lượng an lành, bù đắp. Và làm càng nhiều thì nó có thể tự động nó sẽ hóa giải những cái năng lượng tiêu cực mình đã tạo ra trong quá khứ. Mà phải nhiều lắm nha, tại vì hành hạ mấy mươi năm rồi đó. Dạ, chưa. À, nói dở thôi chứ chắc cũng có những khoảnh khắc khi nào mê thì mới làm khổ, chứ còn khi nào tỉnh thì đâu có làm khổ. Vốn là yêu thương nhau mà, thì nó không có muộn đâu. Nhưng mà trong đó có câu rất là ngộ là tội.